ấy mặc còn còn size 1, size 2, size 4, size 5 hết size số 3 chị. Sale 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 mấy chị ơi. Share like cho em. Hello bà ngoại. Đẹp. Cảm ơn bà ngoại. Bộ em mặc 140 nhưng mà hôm nay trên live sale mấy chị 120 nha mấy chị ơi. Ai chưa mua được mẫu này mua đi mọi người. Bây giờ chị Lưu Nhân. Ờ hàng bữa nay tới hàng nhiều nó đi hơi chậm á trời. Em chắc là mai tới rồi đó chị. Chắc mai giao á chị Lưu Nhân ơi. Chị là hai bộ màu trắng đúng không chị? Chờ giùm em nha chị đẹp ơi, chắc là mai là giao tới rồi đó chị. Có xả áo lẻ không? Có. Có nha chị nha, áo lẻ có một mớ áo nhưng mà còn size to không à. Áo và ba màu bông thiêu. Áo và ba màu bông thiêu với lại áo đính đá còn mấy chiếc em xả với chị là 70. Rồi ơi, xe like cho em đi. Bộ đang mặc em còn size 1, size 2, size 4, size 5, 140. Sale còn 120 nha mấy chị. Rồi ai chốt bộ này mấy chị lên giùm em là mã bông đỏ đô. Bông đỏ đô kèm size, bông đỏ đô em còn size 1, 2. Đúng rồi. Ok chị, mai là giao đó chị Lưu Nhân ơi, mai để điện thoại giùm em nha. Kiều Cần Thơ, đơn em chị gửi rồi, hai áo một quần đó ta, hai áo một quần. Của em hai áo một quần đen. Ủi bà hai, hello bà hai, bà hai ơi có đơn hai áo đó, có chọn thêm gì không để chị đi đơn luôn. Chào chị Phụng Du. Hello chị. Chị Phụng Du ơi nhận hàng chưa chị? Có chị lựa thêm nha. Rồi lên em mẫu này mấy chị ơi. Bộ bà ba bông cho em nha. 140 em xả cho mấy chị là 120 nha. Bông em mặc mấy chị lên cho em là bông đỏ đô. Em còn size 1, size 2, size 4 và size 5. Chốt cho em mã bông đỏ đô size 1, 2, 4, 5. Rồi bông này mấy chị lên cho em là mã lá xanh. Đây bông này mấy chị lên cho em mã lá xanh giùm em nha. Sao chị không bỏ thì giỏ hàng. Ở cái này chị đang sale giá nó khác nên là mình mua thì chị lên giá cho mình mua trong giỏ hàng nha. Chị muốn mua mẫu nào mình đặt trên like đi cái đã rồi rồi em ghi giá trong giỏ hàng cho mình đặt nha chị đó. Em bé ho. Rồi bộ này mấy chị lên cho em mã lá xanh. Lên cho em mã lá xanh. Lá xanh thì em còn size số 4 với size số 5 hết, size 1, 2, 3. Nhận rồi ok chị. Ok Hà Kiều Cần Thơ nha. Mình muốn mua mẫu gì vậy chị bé ơi? Em là lựa trực tiếp trên like chứ em không có ghim trong giỏ hàng chị. Chị Hạ Băng hả? Mấy chị mà nhận hàng mà gấp là phải nói em trước để em coi là thời gian hàng nó có tới kịp cho mình không. Tại vì giờ gần Tết rồi hàng nó đi chậm lắm.
nên mà dù ai gấp thì phải nói em trước nha, chứ để hàng gửi đi rồi mấy chị mới nói thì lúc đó cũng không giải quyết được. À, Băng mới đặt đơn ngày hôm kia, hàng mới đi sáng hôm nay à chị, là ngày mai mới giao nha chị Hạ Băng ơi, có thể ngày mai nha. Em coi đơn chị là ở đâu, Tiền Giang, mai hoặc là mốt rồi chị ơi, tại hàng mình xếp tỉnh thì ít ra cũng phải nhanh thì 2 ngày, chậm phải 3 ngày chứ đâu mà nhanh lắm đâu mấy chị. Màu tím rồi sao, quần màu tím luôn rồi, ok, có lẽ mai hoặc mốt nha chị Hạ Băng. Em bao nhiêu ký, cao như vậy béo ơi? Cái bộ này là chỉ có 9 màu nhưng mà giờ nó màu màu còn size này màu còn size kia vậy đó. Rồi em cảm ơn chị Phụng Du nha. Ok em Hà Kiều Cần Thơ. Em chào chị Lý Thiện Nhân. Bữa 2 áo và 3 số 3 mà bị hơi ôm. Chị bà 2, bà ở quên em bà 2. Em bà 2. Bà 2 bao nhiêu ký, cao bao nhiêu vậy? 1m55 60 kg, cái mẫu em đang mặc chị mặc size số 4 cho em nha chị Minh Nguyệt. Mẫu em đang mặc chị mặc cho em size số 4 nha. Nè, bộ em đang mặc chị mặc cho em là size số 4. Một mét 63 62 kg là em mặc cái bộ này, là em mặc size số 3 vừa, nhưng mà bộ này màu khác còn số 3 màu tím như hết số 3 làm sao á. Xem bộ bông em đang mặc, bộ bông đang mặc 140, xem 120 nha. Ai xem mẫu bông em đang mặc mấy chị. Nè bé Hoa, em là mặc vừa size mẫu đó, size số 3 cho chị nha. Số 3 mẫu đó chị còn màu đỏ. Số 3 mẫu đó chị còn màu đỏ, bộ này 160. Còn màu đỏ nè. Màu đỏ, màu lam. Màu đỏ, màu lam. Có em có sale ở lẻ, mọi người chờ chờ em xíu nha. Rồi màu lam nha, màu đỏ, màu lam. Màu gì nữa ta? Màu đen. Màu đỏ, màu lam, màu nâu và màu đen còn 4 màu em nha, còn 4 màu. Size số 3 mẫu đó còn 4 màu. Màu nâu nè. Màu nâu. Áo lẻ chị mặc size số 3 cho em nha chị Minh Nguyệt. Áo lẻ em có màu tím chị và màu đen. Và màu đen nha. Rồi, đó. Mẫu đó số 3 còn 4 màu. Rồi lên bộ em mặc của mấy chị. Ủa bao nhiêu ký, cao nhiêu vậy bà hai? Rồi lên tiếp cho em nè, mã hồng. Bộ đẹp chị lên giùm em là mã hồng nhạt em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Hồng nhạt em còn đủ size 1, 2, 3, 4, 5 nha, 140, size 120. Chị mẫu giống như em mặc á, bộ và ba bông. Rồi chỉ là chốt bộ này lên giùm em là mã hồng nhạt. Hồng nhạt cho em ha, size 1, 2, 3, 4, 5. Bộ đẹp chị lên cho em là mã lá nâu. Lá nâu em cũng còn đủ size 1 tới 5 nha. Rồi lá nâu cho em size 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị chốt cho em mã lá nâu. Lá nâu 1, 2, 3, 4, 5. Bộ này lên cho em mã lá đỏ. Lá đỏ giờ em còn size 3, 4, 5, hết size 1, 2 nha. Lá đỏ size 3, 4, 5 cho em nè. Rồi chốt lá đỏ lên cho em mã lá đỏ. Ôi 53 kg 1m45 mặc size số 3 rồi mà vẫn còn ôm luôn hả bà ơi? Tại size số 3 là 55 tới 60 kg, mình á, là năm thường cái form 53 kg là mặc size số 2 thôi. Mà mình thấp chị canh cho mình là size số 3 rồi vẫn ôm luôn hả? Vậy thì phải lựa qua số 4, nhưng mà mặc số 4 xong thì chị nghĩ là nó dài thùng thình luôn á. Chị nghĩ là dài thùng thình luôn á.
57 kg. Chị bé cưng ơi, 57 kg, chị vừa mẫu em đang mặc thì vừa size số 3 nha chị. Rồi ai chốt mã? Lá đỏ lên trên mã lá đỏ. Lá đỏ em còn size 3 45. Lá đỏ em còn size 3 45 nha. Rồi lên tiếp cho em bộ này, lên cho em mã bông đỏ trắng. Bông đỏ trắng cho em. Quần đen ống nhỏ. Quần đen ống nhỏ hình như em còn có chị, có chị. Hello, hello bé dạo. Quần đen ống nhỏ có nha. Rồi lên cho em bông đỏ trắng. Bông đỏ trắng này em còn size 1. Size 1, size 4, size 5, hết size 2, 3. Bông đỏ trắng size 1, 4, 5 giùm em nha. Rồi chốt bông đỏ trắng lên cho em bông đỏ trắng size 1, 4, 5. Rồi qua áo lẻ này đó, bông em còn dư đó. Rồi áo lẻ xả cho mấy chị đồng giá ta 70 nha, đồng giá 70. Này quần ống nhỏ này bé gạo. Quần này quần ống nhỏ này em nè, quần nhỏ 55. Chấm like giùm em mấy chị. Bộ tím sau lưng em hết số 1 rồi chị Nguyễn Huệ ơi. Bộ tím sau lưng em rồi, bộ đó còn size số 2. Lên áo mà 30 nha mấy chị. Sale đồng giá 70 giùm em nha. Hello cà rốt. Rồi rồi lên hàng sale cho em nè, mọi người share like đi, mua hàng sale share like cho em nha. Chị Hồng Yến. Em cho chị bộ đang mặc. Bộ đang mặc size 2 hả chị Đình Nguyễn? Size 2, size 1 chị. Lên cái size mẹ em luôn nha. Size 5 là 65 70 kg, tùy chiều cao chị Hồng Yến, ví dụ như 72 73 kg mà cao 1m58 1m6 đổ lên cũng vừa size số 5 đó chị. Rồi, lên cho em áo bà ba bông, bà ba đính đá, bà ba bông thiêu gì á, mẫu này em nó lẻ nè, em xả mấy chị đồng giá 70. Đồng giá 70 rồi cái bông thổ cẩm này em còn cái này size số 1 nha. Chứ nào chốt bông thổ cẩm lên cho em bông thổ cẩm size 1 giùm em ha. Áo bông. Rồi 70 lên cho em là thổ cẩm size số 1. Thổ cẩm size số 1 giùm em. Rồi, bông này mấy chị lên giùm em mã bông cà phê. Cái này đa số là còn size bự nhiều hơn mấy chị ơi. Size nhỏ ấy. Rồi bông này lên cho em là size số 4. Mã này mấy chị lên giùm em mã hồng phấn, bông hồng phấn cho em size 4. Bông hồng phấn cho em size số 4 nha. Áo này là 90 em xả mấy chị đồng giá 70 hết nha. Rồi lên cho em mã hồng phấn size 4. Hồng phấn size 4 cho em size 4 60 65 kg. Hello cà rốt nha. Size số 2. Bộ em mặc size số 2 như hết à còn còn. Chị Nền Nguyễn ơi, hai cái bộ kia là em gửi đi rồi nha. Cái này đi đơn mới nha chị. Áo đá xanh dương 85 nha chị Thanh Phương. Rồi mã phóng size 4 cho chị bà 2. Em lựa cái mẫu nào, màu nào đã, chị biết chị chốt rồi chị mới ghim cho em đặt nha. Em lựa cái bộ nào cái đã. Hai bà 70. Chứ như vậy, trên đó chị không có ghim, không có đủ hàng đủ size đó, em lựa lựa trên like. Ví dụ như em lựa cái bộ đó giá 160 thì em vô chị lấy chị ghim cho em bộ 160 là em đặt hàng, chứ không phải là vô nó là có mẫu có size sẵn nha. Chị không có ghim đủ. Nguyễn Giàu hello chị. Ủa, cái này hàng lẻ size nó size 1 rồi chị Nguyễn Giàu ơi. 90 em sale còn có 90 em sale còn có nhiêu? 70 à. Bộ nâu. Ok bé Hoa nè, chị ghim cho em bộ 160 ha. Các em cứ đặt cái bộ 160 là được. Còn chị chốt trên like cho em là chị chốt bộ này rồi, nên là em không có sợ lộn hàng đâu nha. Đặt xong quay ra nói chị là em đặt rồi là chị biết chị chốt đơn cho em nha. Tại vì màu á, mình lựa trên like rồi, mình không cần phải lựa trong giỏ hàng. Size mình lựa trên like luôn rồi, mình chỉ đưa vô mình đặt đúng cái giá tiền thôi nha. Rồi ok em đặt đi rồi chị chốt cho em bộ này. Dạ rồi chị Nành Nguyễn.
áo màu hồng phía sau 90 nha chị Dung Trần, mẫu đó là mẫu 4D bông ma, à, bông đào, 4D bông đào nha. Rồi lên tiếp cho em nè, đồng giá 70. Rồi em còn cái đen này size số 2. Rồi chỉ là chốt áo đen đá size 2 lên giùm em. 50-55 kg. Đặt xong quay vô nói chị là đặt rồi để chị chốt cho nha em bé Hoi. Rồi đen đá số 2 cho em nè. Áo này là 85 sale luôn cho chị 70. Đó. Chỉ là chốt áo đen đá size 2 lên đen đá size 2. Nên chị còn size 2 thôi nha. Đen đá cho em size số 2. Em lấy chị số 1 luôn hả? Số 1 mặc dừa không chị? Số 1 mặc dừa không dạ? Nguyễn Giàu. Hoàng dừa. Thổ cẩm đen nút thắt. Thổ cẩm đen nút thắt là mẫu nào ta? Làm gì có thổ cẩm đen nút thắt với Hoàng Diệu. Rồi Nguyễn Giàu 70. Đen đá size 2 cho em với chị. Nhiều bộ chị hỏi mẫu hàng chị Nguyễn Quang. Em đang lên là hàng sale đi chị ơi. Rồi Tiến Huế cho em size số 5 65-70 kg. Tiến Huế size 5 giùm em nha. 65-70 kg. Chốt Tiến Huế lên cho em Tiến Huế. Chị ơi em đang lên là đồng giá 70. Chị Minh Nguyệt là mặc size số 3 mẫu này cho em. Cái nào mà em lên màu nào mà em báo còn số 3. Em thêm vào giỏ hàng rồi em phải vô em bấm đặt hàng. Khi nào mà em đặt thành công mới là có đơn nha em. Còn thêm vào giỏ hàng thì mình mới là lưu sản phẩm thôi. Không có đen nút thắt chị Hoàng Diệu. Nút thắt là nguyên bộ. Đen nút thắt là bán nguyên bộ chứ không có bán áo lẻ. Rồi Tiến Huế cho em size số 5. Đồng giá 70 nữa chị. Hình như nó đứng là men rồi sao lại. Xe like đi, xe like đi mấy chị ơi, xe like cho em. Rồi Tiến Huế cho em size 5 nha. Size 5 65-70 kg cho em mã Tiến Huế số 5. Màu này lên cho em là màu xanh lá size số 1. Xanh lá cho em size số 1 nha. Xanh lá còn một cái size số 1. Rồi chỉ là chỗ xanh lá lên cho em ở xanh lá 1. Xanh lá 1 cho em nha. Đẹp chưa? Rồi xanh lá size 1. Đồng giá 70. Bông này lên cho em là mã cà phê size số 5. 65-70 kg. Chốt cho em mã cà phê. Cái này là áo bông. Mã cà phê giùm em nha. Mã cà phê cho em size số 5, 65-70 kg là cho em mã cà phê. Cà phê size 5. Rồi bông này lên cho em là bông xanh riêu. Bông xanh riêu em còn một cái số 2, một cái số 5. Bé họ ơi, nếu không biết đặt hàng thì lên số điện thoại giùm chị gửi hoài cho em nha. Tưởng em biết đặt hàng chứ không biết đặt hàng thì lên số điện thoại chị gửi hoài nha em ơi. Tại vì nhiều khi em đặt trong đó em có mã miễn ship em mới được miễn ship. Em không có mã miễn ship thì tiền ship nó 40-50 ngàn cũng không chừng luôn á. Rồi ha, lên cho em mã bông riêu. Bông riêu cho em size 2, size 5. Bông riêu size 2, size 5 giùm em. Ship ngoài chị ship một bộ là 20, hai bộ miễn ship. Rồi hôm nay mấy chị nào mà lựa áo lẻ ha, mà hàng sale nha, phải 4 áo em mới miễn ship cho mấy chị. Tại này em đã giảm tới 20 ngàn một áo rồi. Nên là 3 áo em không miễn ship, đẩy số lượng giùm em là 4 áo nha. Đen đá 2 cho chị Đường Yên Kiều My. Dạ không, size lớn nhất là size số 5 rồi đó. Chị Hoàng Yến, chị mua cho người bao nhiêu ký chị? Đen đá 2 cho chị Đường Yên. Chị không có bộ gắm em ơi. Không có bộ gắm. Rồi thấy số thoại của bé Ho này nha. Tóp tóp em thoát vô lại nha chị, vô lại giùm em nha. Tóp tóp vô lại cho em nè. Tóp tóp cái view nó không lên nổi, vô lại cho em nha, em thoát vô lại nha. 75 kg cao nhiêu vậy chị Hoàng Yến? Chợt nhớ em thấy số điện thoại của chị nè, chốt đơn cái gì vô lại chốt giùm em nha. Rồi bộ nâu này chốt cho bé Hoa.
Chị Gala ơi, chị không có lên được số điện thoại thì không có cách nào mà chốt đơn cho chị được hết. Đặt hàng trong giỏ hàng mình cũng không biết đặt à, mà đặt ngoài mình cũng không cho số điện thoại được. Thì sao chốt đơn chị gửi cho em chính số cuối điện thoại, chính số của mình để bỏ số 0 đi chị. Thì khi nào nó hiện được số điện thoại mới chốt đơn cho chị được nha. Bữa sáng đi chùa Kiều My bao nhiêu ký cao nhiêu vậy Kiều My ơi? Bao nhiêu ký cao bao nhiêu? Bông này lên cho em là bông xanh riêu. Chợt nhớ 47 kg, chợt nhớ mua cái gì chợt nhớ ơi. Tiền ship đồng giá 20 nha chị Minh Nguyệt. Xanh lá à, xanh lá 1 cho chợt nhớ. Xanh lá 1 cho chợt nhớ. À, đây chị. Chị bấm lưu, chị bấm kết bạn qua Loya rồi nhắn cho em một cái tin là tên tóp tóp đi là em biết là chị là có số điện thoại rồi thì em chốt đơn cho nha. Nè, à, chụp màn hình lại lưu số em đi chị. Bộ nâu đi chuồng 160 nha Kiều My. Kiều My bao nhiêu ký cao nhiêu? 1m62 51 kg. Kiều My bộ đi chuồng mặc size số 1 nha, ba size số 1 để chị coi còn một gì. Rồi rồi chưa chị? Chị Gala rồi chưa, nhắn tin qua giùm em cái đi. Rồi cái này em chốt cho chợt nhớ nè. Bảy mươi đồng giá 70 mấy chị ơi. Rồi lên cho em mã vàng size số 5. Chị Hoàng Yến ơi, 75 kg mà cao 1m58, 1m6 đổ lên. Thì cái mẫu màu này là mình mặc vừa nè chị. Cái mẫu áo màu này mình mặc vừa à, coi giãn thoải mái cho em. Không có mà gấm nha chị Nguyễn Hạnh, em không có gấm. Rồi lên cho em mã áo vàng. Áo vàng giùm em. Màu này lên cho em là màu xanh bơ, màu xanh bơ cho em size số 4. Màu xanh bơ size 4, 60 65 kg chốt mã xanh bơ. Top top nha, vô lại giùm em nha. Cái view không chạy gì hết. Rồi lên cho em mã xanh bơ size số 4. Chị ơi, mua cho người già là bao nhiêu tuổi chị? Người già mà 75 kg em sợ mặc không vừa. Tại vì già là cái form người nó sồ ra là em sợ mặc không vừa đó chị. Mà hàng em sale rồi thì em không có bao đổi trả. Sale cuối năm sale đẩy hàng gom vốn nên là không bao đổi trả nha mấy chị. Chị Thúy Hằng đợi em xíu nha. Nên đó là mua chắc giùm em, chốt cho nó chắc. Rồi lên cho em mã xanh bơ size số 4. Đỏ 4 cho em nha. Hồng Yến là khách cũ, khách quê cũ phải không chị? Bộ đi chùa size số 2 còn màu gì hả? Đợi em xíu. Hồng Yến là khách cũ hả chị? Rồi đỏ cho em size 4. Vậy là em chốt cho chị bông riêu size 5 ha. Bông riêu size 5 cho chị Hoàng Yến. Màu hồng mẫu đó là mẫu 4D 90.000 một áo. Chị tiến hành đợi em chứ. Rồi cho chị Hoàng Yến.
4 chốt cho bà hai. Cái này là 4D nha chị. Chị thấy là mẫu này 9.000 một áo. Chị làm xem mẫu này thì cầm đen em lên nha. Mẫu này là hàng có về đủ màu đủ size. Rồi ai chốt cho em là mã hồng hoa đào lên trên mã hồng hoa đào luôn. Hồng hoa đào cho em thôi. Rồi lên tiếp cho em bông này. Bông xanh dương cho em còn một cái số 4, một cái số 5. Cái này là bông lưới nha mấy chị. Bông lưới nè, lên trên mã bông xanh dương C4, C5. Mẫu đó chị biết rằng mẫu đó có 10 màu chị. Đỏ, đỏ 4 chốt cho bà hai. Bông xanh dương cho em nha, C4, C5. Lên cho em mã bông xanh dương. Quần 60 ngàn một quần nha chị Dung Trần ơi. Là chị cứ cộng giá áo với giá quần vô là thành một giá một bộ nha chị. Lấy màu số 2 cho chị. Ok chị Thúy Hằng cho lại em số điện thoại nha. Thúy Hằng cho lại em số điện thoại. Chị có xem bảng màu lựa thêm thôi lên cho lựa. Hồng Nga cho chị Thúy Hằng. Thúy Hằng cho lại em số điện thoại với nha. Rồi lên cho em màu này là màu hồng cam size số 5. Màu hồng cam cho em bông thiêu size 5. Hồng cam size 5 giùm em mấy chị. Hồng cam size số 5. Hồng cam size 5 mã trắng. Rồi trắng em còn cái này size số 3 chút trắng lên cho em mã trắng. Trắng cho em size số 3 nha, lên mã trắng giùm em nha mấy chị. Rồi chốt trắng lên cho em mã trắng. Trắng size 3 có nha chị Thúy Hằng. Hoa đào có 10 màu nha chị Dung Trần. Rồi để mặc thử hoa đào rồi em lên hàng sale tiếp cho nha. Sale áo bông cái lô bông con lưới một chút để em sale luôn. Đây xanh nước biển cho em. Rồi xanh nước biển giùm em nha mấy chị. Xanh nước biển size 2, 3, 4, 5. Mẫu này 90 ngàn một áo nha mấy chị mình ơi. Ai chốt xanh nước biển lên xanh nước biển giùm em nha. Xanh nước biển kèm size xanh nước biển em còn size 2, 3, 4, 5. Xanh nước biển size 2, 3, 4, 5 hàng sale hoàn gì đợi em xíu like liên tục cho mấy chị nha. Cứ theo dõi like giùm em ha. Rồi chốt xanh nước biển lên nhà em màu xanh nước biển. Xanh nước biển size 2, 3, 4, 5. Màu này lên cho em là màu hồng dâu. Hồng dâu em còn size 1, size 2. Hồng dâu size 1, size 2 dùm em nha. Rồi chốt hồng dâu lên cho em mã hồng dâu. Hồng dâu 1 với 2. Hồng tươi cho em nè. Hồng này nó đậm hơn hồng dâu lên cho em hồng tươi. Hồng tươi em còn đủ size nữa chị ha. Xanh biển còn size 2, 3, 4, 5 hết size 1. Rồi lên cho em màu hồng tươi. Chị Minh Nguyệt với đen đá số 3. Đen đá số 3 không có chị Minh Nguyệt ơi. Cái hàng mà sale là em không có đủ màu đủ size. Hàng sale có đen đá nè. Còn cái số 2 là chị. Còn cái số 2 là đen đá số 3 em hết. Số 3 chị qua cái mẫu khác. Thì mẫu khác thì em lên cho chị là mẫu khác là giá 85. Còn hàng sale nó không có màu đen size 3 nha chị. Cái này Minh Nguyệt chốt lên giùm em số điện thoại. Minh Nguyệt chốt lên giùm em số điện thoại nha. Rồi lên cho em màu hồng tươi. Màu hồng tươi kèm size. Màu này lên cho em là màu vàng. Minh Nguyệt lên số điện thoại giùm em chốt đơn nha. Rồi lên vàng giùm em mấy chị. Cái này là mẫu 4D bông đào đúng rồi chị. Vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Rồi chốt vàng lên cho em mã vàng. Vàng size 1, 2, 3, 4, 5 lên cho em màu đỏ luôn. Xanh em mặc hết size 1. Minh Nguyệt lên số điện thoại giùm em mới có đơn nha chị ơi.
Rồi lên cho em mã đỏ. Đỏ, đỏ tươi, đỏ tươi nha mấy chị ơi. Đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên cho em mã đỏ. Lên tiếp cho em màu này là màu vàng nhạt. Màu vàng nhạt nha mấy chị. Màu vàng mỡ gà. Rồi lên mã vàng nhạt giùm em. Vàng nhạt cho em nha. Mẫu đang lên 90 đúng rồi. Rồi lên cho em màu vàng nhạt. Vàng 1 cho chợt nhớ. Vàng 1 cho chị chợt nhớ nha. Minh Nguyệt gửi số điện thoại giùm em nha chị. Đỏ tươi số 3 cho chị Hoàng Yến. Đỏ tươi 3 cho chị Hoàng Yến. Ở sau có bông nha chị. Ở sau có bông hết nha. Cái nào đằng sau cũng có bông hết rồi. Rồi Hoàng Yến. Đằng sau cổ cái nào nó cũng có cái bông như này hết. Rất là đẹp luôn nha. Màu này là màu vàng nhạt giùm em. Màu vàng nhạt lên với quần đen bao đẹp luôn. Để em lên thử vàng nhạt cho mấy chị. Rồi màu em mặc lên cho em là xanh biển. Chợt nhớ. Đúng rồi em, 47kg hoặc size số 1 vừa nha. Rồi lên cho em màu vàng nhạt. Chưa soạn được áo len nữa. Cô Trang Lê ơi, chắc phải đợi con 1-2 ngày nữa. Rảnh rảnh mới soạn áo len được. Lu bu quá không soạn áo len được. Tại áo len soạn là soạn cực lắm cô ơi. Để con coi con soạn được. Con soạn nha. Rồi lên cho em màu vàng nhạt mấy chị. Đó, màu vàng nhạt nha. Lên với quần đen cực đỉnh luôn. Nó là màu vàng nhạt. Đợi con 1-2 hôm nữa nha cô nha. Có quần lẻ. Chị Hoàng Yến, quần em đang mặc là quần lẻ nè. Quần lẻ là màu đen hoặc là màu trắng giùm em. Áo đang mặc là 90 nha chị Minh Nguyệt ơi. Rồi ai chốt bông vàng nhạt cho bông vàng nhạt giùm em nha. Áo vàng nhạt cho em mở vàng nhạt. Kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Lên tiếp cho em màu xanh bơ. Màu xanh bơ này em còn size size 2, 3, 4, 5 hết size số 1. Ok cô. Rồi xanh bơ cho em nè. Size 2, 3, 4, 5. Màu trắng thì có chứ không có hoa tím nha chị. Cụ Nguyễn bé không có hoa tím. Cái này hoa đào sao mà màu tím được. Hoa đào nó phải màu đỏ, màu hồng chứ. Rồi ai chốt cái này lên giùm em là nờ màu gì. Màu xanh bơ. Xanh bơ cho em nha. Size 2, 3, 4, 5. Xanh bơ size 2, 3, 4, 5. Rồi lên cho em màu xanh ngọc. Xanh ngọc. Xanh ngọc đủ size giùm em mấy chị. Xanh ngọc em còn đủ size. Lấy quần đen luôn á em chợt nhớ. Ok em nha. Rồi ai chốt xanh ngọc lên cho em mã xanh ngọc. Xanh ngọc cho em mấy chị. Rồi cái lên thon đẹp chưa. Rồi chốt xanh ngọc đó vậy, màu xanh ngọc nha. Rồi một quần đen cho chợt nhớ. Ba chị gọi nhớ nhắc chị nha. Xanh ngọc, xanh ngọc của chấm la cho em mấy chị. Nó hỏng men hay gì rồi. Cho chị xanh biển. Chị Lời Nguyễn là xanh biển size 2. Rồi xanh biển 2 em chốt chị Lời Nguyễn. Áo mặc lên cho em là xanh ngọc. Ok em chị nhớ. Chị lấy quần đen số 5. Dạ rồi, cái chị Hoàng Yến nha. Quần đen số 5. Ái mặt là xanh ngọc. Xanh biển cái màu nó tươi hơn nha. Cái màu nó xanh hơn một xíu. Mẫu này là áo lẻ. Lên với quần đen hoặc quần trắng nha chị. Chị muốn lấy áo không chị lấy. Chị muốn lấy nguyên bộ nha. Mặc áo áo màu quần đen thì chị lấy nha. Áo không là 90. Nguyên bộ là 150. Cái quần 60 á. Màu xanh biển đây. Còn màu ái mặt là xanh ngọc. Nó nhạt hơn nha. Mà rồi lên tiếp cho em màu trắng. Hồi nãy chị hỏi em màu trắng đây. Rồi đợi em xíu hết này em lại qua áo lẻ sale nữa cho nha.
Xương xương đơn của em chị xã rồi em ơi, nhắn tin thấy em đọc mà không trả lời, chị không nhớ địa chỉ của em, địa chỉ nào nữa. Nên là đơn em chị xả đơn rồi. Rồi lên cho em là màu trắng. Màu trắng thì em size 1, 2, 3, 4, 5 lên cho em mã trắng nha. Trắng size 1, 2, 3, 4, 5 rồi ai chốt trắng lên trắng giùm em. Chị xem bộ bông size mấy chị Hoàng Yến? Là bộ bông giờ là 140, xem 120, bộ bông em còn lẻ lẻ size á. Vàng 2 còn nha chị Thu Hiếu ơi. Vàng 2 em còn, chị chốt lên chị em mã vàng 2. Bộ bông mình xem size mấy chị Hoàng Yến? Size 3 là size 5 chị? Áo hồng sau lưng em có số 3 không? Có chị chốt người lên giùm em mã hồng tươi. Đây áo hồng sau lưng em là áo này. Nhưng mà Minh Nguyệt ơi, nãy giờ em chưa thấy số điện thoại của chị nên nãy giờ chị chưa có đơn đâu. Nãy giờ chị chưa có đơn. Thấy lo chị Út Phướng, Út Phướng ơi, hai cái áo đen chị có lấy quần không chị? Bộ bông đỏ số 5 chị Bùi Hòa, bông đỏ số 5 là bộ nào ta? Bộ này hả à, chị? Bông đỏ hay là bông đỏ đô, mã bông mà em có là bông đỏ hoặc là bông đỏ đô nha. Thì lấy bộ này á chị Bùi Hòa, bộ này là bông đỏ nha, bộ này là bông đỏ, còn bộ này lên giùm em là bông đỏ đô. Một cái đỏ tươi, một cái nền đỏ tươi, một cái nền đỏ đô không? Cái quần nào ta? À cái quần đang mặc trong người nè. Chưa chị, gọi điện cho chị không được. Rồi không biết có lấy quần gì không nên là đâu có dám gửi, giống bữa đâu dám gửi đâu. Bữa em gọi điện cho chị sao nó tích nhanh mấy bận không à, gọi không được. Nên là em nói chờ lên live có gặp chị nói chị nè, nên không dám đi đơn, sợ không biết nó đúng hay nó sai. Đây cái quần đỏ ở trong nè. Bộ đang mặc bộ này nè chị Hiếu Phương, bộ 140 sale 120 nè chị, bộ là ba bông. Chị này chị chọn thêm cái gì đi rồi mang gửi luôn. Ở đâu mà ba cái áo hai cái quần? Cổ chị Út Phướng có hai cái áo à, chị Út Phướng có hai cái áo đen size số 3 đến đá chứ mấy, đâu có áo nào nữa đâu ta, chị chọn áo nào nữa, bữa thấy có hai áo à. Rồi bộ đang mặc để em coi còn không. Bộ đang mặc size số 5 em chốt cho chị Bùi Hòa. Rồi size số 5 em còn cái bộ hoa hồng này đẹp nè. Chị nào chốt lên bộ hoa hồng luôn. 120, 140 xem 120. Hello chị Mỹ nữ, hello chị Ngọc Giàu. Chị ơi chị mua thì chị lo cho em chiều cao cân nặng, thứ nhất là em báo size cho chị vừa cái mình biết mình vừa cái size nào. Thì em lên mẫu chị cứ chốt cái mẫu mình thích kèm với cái size. Thứ hai là lên được số điện thoại giùm em nha. 40kg 1m53 chị mặc nó hơi rộng một xíu nha chị, muốn ôm về bóp eo lại giùm em. Em 45kg 1m55 đang mặc cái này là size số 1. Đang mặc hết số 3 giữa phướng số 3 em còn có hai bông này, ba bông này. Số 3 còn có hai bông này, đợi em xếp lên cho nha. Size 1 nhưng mà hơi rộng đó chị Ngọc Giàu nha, hơi rộng chịu về chị mặc rộng thì mình mới lấy được, còn không thì về muốn ôm chị bóp hai cái bên hai bên lại cho cái áo nó ôm lại giùm em thì ok nha chị. Nói chung là mặc được số 1 nhưng mà hơi rộng. Rồi bông này lên cho em mã bông hồng. Bông hồng em chỉ còn size số 5 thôi, bộ này có quay video nè. Bông hồng cho em size số 5. Hello chị Mỹ Nữ.
số 5 thôi, ai chốt lên nhiều em, rồi bộ này chốt cho nhiều mùi hờ. Số điện thoại mình lên nó bị ẩn rồi em chưa thấy luôn á chị Minh Nguyệt, chị gõ giùm em chính số sao thôi, đừng có gõ số 0. Size 1 này, bộ chị đang mặc là size 1 nha, ngọc vàng chốt lên nhiều em, mã bông đỏ đô size số 1. Bông đỏ đô size 1 giùm em nha. Bộ màu tím còn số 4 không? Bộ nào chị? Bộ này á chị? Bộ này hả? Hết chị ơi. Bộ đó em hết size 4 luôn sao? À, hết rồi, size 4 mẫu đó em chỉ còn màu xanh cobalt với màu lam thôi, màu tím hết. Rồi bộ này nè chốt cho em là mã đỏ đô, đỏ đô size 1. Size 1, size 1 2 4 5 hết size số 3. Chị ơi số 3 còn mã này nè, mã hồng nhạt với mã lá nâu thôi nha chị Út Phương. Ờ, một cái quần trắng, một cái quần đen hà với hai cái áo đen, đúng rồi, hồi nãy chị nói ba áo hai quần nên em mới hỏi là còn một áo nào nữa đó, hai áo là đúng rồi chị. Em chờ chị Thảo Tích. Bộ bông em đang lên là 140, sale còn 120 nha chị. Ủa sao ở trên đó thấy mà dưới này không thấy ta. Rồi em thấy số điện thoại của chị Minh Nguyệt rồi nè. Đây mã bộ bông này mấy chị lên giùm em là mã hồng nhạt giùm em nha, chốt cho em là bộ hồng nhạt, lên giùm em mã bông hồng nhạt giùm em. Tặng con ruộng tung cái kia. Rồi em thấy số điện thoại của chị Minh Nguyệt nè. Lên số 3 còn bông này nè chị. Rồi hồng số 3 với nước biển số 3. Hồng 3 nước biển 3 cho chị Minh Nguyệt. Một cái áo tím gì nữa hả? Không có cái áo tím nào hết. Chắc là ảnh comment em không thấy đâu chị. Chứ áo tím không có chốt, của chị có hai áo à. Còn chị chốt em lên lại cho chốt một cái áo tím, em có tím Huế, màu tím Huế đánh đá nè, 85.000 một áo, em còn cái tím này. Bộ hồng sau em có màu trắng nha chị, có màu trắng. Rồi ai chốt cái này lên cho em là mã bộ hồng nhạt, mã hồng nhạt giùm em nha. Hello chị Sang Yến. Đây chị, tại vì cái này ở trên live nó chóa ra mấy chị nhìn nó không ra được cái mã hồng, cái màu hồng nhạt. Để em để sát cái đèn cho mình xem. Nè, cái màu hồng nó như vậy nè chị. Cái hồng nó nhạt 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 như vậy nè. Mấy chị thấy rõ không? Tại để em mặc em đứng xa vậy cái nó thành ra cái xanh xám nó không ra được cái màu hồng. Chị Xô Chân ơi có chị. Đợi em xíu đưa màu trắng cho xem. Màu ra màu đỏ hình, màu đỏ hình lá, quay hình lá là hình nào ta? Đây nha chị Hoàng Yến. Rồi ai chốt bộ hồng thì lên bộ hồng giùm em nha. Hồng áo trắng đây chị, áo trắng mới nghe rồi nè. Mẫu đó 90.000 một áo một bộ, là chỉ lên với quần đen hoặc quần trắng thôi nha chị. Thích nguyên bộ trắng với quần trắng là 150 nè, màu trắng nè. Màu đỏ mẫu nào ngọc vào, mẫu này hả? Phải mẫu này không? Mẫu này mới quay video mà mẫu này có màu đỏ nè. Hello
chị Mỹ nữ, em thấy chị nãy giờ chị có comment gì không? Em không thấy. Thứ ba còn màu nào nữa hả? Số 3 còn màu này nữa là hết. Số 3 giờ còn có hai bộ hai màu chị. Màu này lên giùm em là màu cà phê hay màu lá nâu gì cũng được hết. Cái màu nâu lên cái mảnh lá này nè. Một dao nữa cái gì thì lựa trên like luôn nha. Tại vì xuống like mà kêu chị gửi hình là chị không có thời gian gửi hình đó. Với hơn nữa là chỉ sale trên like thôi, xuống like rồi em vẫn bán cái mẫu này là 140 nha mấy chị. Trên like là em bán 120 nhưng xuống like là vẫn giá 140 nha. Rồi màu này lên giùm em là màu nâu, mã nâu giùm em. Mã nâu kèm size. Nâu em còn size 1, 2, 3, 4, 5 lên trên mã lá nâu. Lá nâu cho em nha mấy chị. Rồi chốt lên trên mã lá nâu. Nè em đứng gần với chị xem cái họa tiết của nó nha. Cái nền màu nâu lên cái lá xanh xanh đó. Rồi lên trên mã lá nâu. À ok chị. Bộ đi chùa số 2 em còn màu tím nè chị Dương Yến. Màu tím. Màu tím, màu đỏ. Bộ đi chùa số 2 còn màu tím với màu đỏ hả chị? Là hết luôn rồi chị. Bộ đi chùa số 2 còn màu tím Huế với màu đỏ. Lấy số 3 em đang mặc cho chị là tổng 3 bộ, hai áo đen, một quần đen, một quần trắng với bộ này ha. Ok chị. Bộ này cho chị Út Phước. Rồi mai em gửi luôn khỏi gọi chị nha. Màu trắng ho theo giống bộ hồng. Màu trắng ho theo giống. Chị ơi cái mẫu này nó không phải ho theo đâu, là ho in 4D nha chị. Cái này là in 4D chứ không phải thiêu nha. Nó in trên áo luôn. Còn cái này mới là thiêu nè. Cái này là thiêu là nó cộm lên nè. Cái này là thiêu cho em nha. Thiêu từ trực tiếp in áo. Còn cái này là áo in 4D nha chị, không phải thiêu nha. Áo in. Rồi ai chốt bộ lá nâu lên bộ lá nâu giùm em. Số 1, bộ nào có số 1 em đều đọc có size 1 á, chị nhờ nhường size dép đi. Như bộ lá nâu này em có size 1 thì chị chốt lên nhường em lá nâu size 1 nha. Và bộ em mặc này là cũng có size 1 nè. Ừ rồi. Bông đỏ đô cho em size số 1. Để số 1 là em còn 4 bông đó chị. Bông lá nâu, bông đỏ đô. Rồi áo tím, đợi em xíu mặc áo tím chị xem để em có áo tím còn số 3 không nữa nha. Rồi đây. Bông đỏ đô cho em nha, bông đỏ đô size 1, 2, 4, 5 lên cho em bông đỏ đô. Áo tím. Áo tím ngày xưa. Đâu rồi? Size 3. Rồi số 3 còn cái màu tím mực này siêu đẹp luôn nha, chị Út Phương lấy. Tím mực mẫu này 85 ngàn một áo. Em chào chị Diệu Nguyễn. Đây chị, tím mực cho em nha. Áo một màu đính đá. Em lấy chị cái tím này size số 3 được không? Ok không? Lá nâu 55kg, chị Nguyễn Bích Vân. Bích Vân ơi, chị 55kg mà chị cao như chị cho em thêm chiều cao với. Út Phước ơi chị, đẹp lắm luôn. Rồi ok chị nha. Mặc là cái quần màu trắng luôn hay sao chị? Ok Út Phước.
Chị bao nhiêu ký, chị bao nhiêu ký bộ bông đỏ bao nhiêu ký, em coi thử số 2 chị mặc vừa không. Áo tím có số 1 chị nhà vừa rồi. Áo tím này giờ em còn size 1, size 2, size 5 chị nào chốt lên thì em. Áo tím hơi tím mực, áo tím mực size 1 2 5 giùm em nha. Áo tím mực size 1, size 2, size 5. Áo tím mực 1 2 5. Rồi em mặc thử bộ trắng cho mình nè. 60 kg Chiểu Phương 60 kg, chị có thể lấy size số 4 về, có rộng chị bóp eo lại giùm em, chứ số 2 có 55 kg thôi. Số 3 là chị mặc vừa ôm đẹp luôn. Còn giờ mà số 3 không có, lấy số 4 thì chị về bóp eo cái áo cho em thôi, đơn giản. Bóp eo cái áo lại là ok đẹp. Lấy số 4 thì chị, số 4 là 60 tới 65 kg đó. Nó có rộng xíu thì bóp eo lại em lấy lên size, chứ đừng lấy xuống size, xuống size đừng nguyên nó chật mặt không được. Rồi trắng nha. À, mẫu trắng 4D nè, ai chốt trắng trắng nè. Chị Nguyễn Bích Vân đâu mà ta, cho em thêm chiều cao đi chị, hay ẩn comment rồi em chưa thấy chiều cao của chị á. Để em coi chị mặc vừa số 2 hay số 3 nha Bích Vân ơi. Áo tím là Lần Nguyễn size số 2, áo tím có số 1 nha chị. Áo áo đính đá là 85, quần 60 giùm em. Còn áo em đang mặc là áo 4D. Áo 90, quần 60. Ủa chị Úc Phương ơi, giặt không ra vậy, gửi cái áo đó, gói cái áo đó gửi lại cho em đổi chị đổi lại nha chị. Mặc giặt không ra gửi lại cho em nha. Rồi chiến thuế số 2 chốt chị Nền Nguyễn. Chị bao nhiêu ký, cao bao nhiêu vậy chị, xô cho anh Lê em coi thử trắng đính đá còn trai chị không nha. Giặt không ra chị gói cái áo đó lại đi rồi gửi lại cho em ha, em đổi. Ủa Bích Văn đâu rồi ta, Bích Văn chốt đơn em nghe, em hỏi chiều cao không. Rồi lên tiếp bộ bông cho mấy chị nè. Bông này lên cho em là mã bông bông đỏ trắng. Bông đỏ trắng em còn size 1, 2, 4, 5. Hay chốt bông đỏ trắng lên bông đỏ trắng cho em nha. Bông đỏ trắng size 1, 2, 4, 5. Nếu 65 57 kg mẫu mẫu áo đính đá chị mặc cho em size số 2 thôi, nói chung là mình cao mình mặc size số 2 thôi chị. Mà đính đá size 2 em hết rồi. Hết đính đá size số 2 rồi người đẹp ơi. Lên cho em bông đỏ trắng, bông đỏ trắng size 1 2 4 5 nha mấy chị. Rồi ai chốt bộ bông đỏ trắng lên bông đỏ trắng em nha. Bông đỏ trắng size 1 2 4 5. Áo xanh phía sau có số 1, chị nhà đường sao đét chốt lên giùm em là xanh coban. Xanh coban size 1 giùm em ha. Không có nữa đâu chị, qua Tết mới có lại nha. Rồi lên tiếp cho em mã lá xanh này em còn size 4 với size 5. Bộ lá xanh size 4, size 5 giùm em nè. Chốt lên cho em mã lá xanh. Áo xanh đó là xanh coban nha chị, xanh coban đó em còn size số 1. Số 1 với lại số 5 là sao á. Rồi bông này lên cho em bông lá xanh, em đang mặc bộ này là size số 4 nha mấy chị ha. Chốt là cho em mã lá xanh. Lá xanh size 4, size 5. Lên cho em bộ lá xanh size 4, size 5 giùm em ha. Rồi bộ bông đỏ trắng số 1 em chốt cho chị nhà dùng sa đét. Một áo xanh cô ba số 1 cho chị luôn. Ok chị. Bông đỏ trắng size 1. Số 3 hơi rộng một xíu, số 3 55 tới 60 kg không rộng lắm nha chị. Tại vì chị cao thì em căng xuống chị sai số 2 chứ ôm. Còn số 3 thì vẫn mặc ok nha, không rộng lắm nha chị nha. Số 3 55 tới 60 kg. Mua cho mẹ, mẹ bao nhiêu ký, bao nhiêu tuổi chị Diệu Nguyễn ơi, để em canh form nha chị. Mình lên em dễ canh hơn là mình hỏi em.
Tại vì còn thì theo cái độ tuổi nữa, nếu mà lớn tuổi mà ví dụ như 50, 60 tí mà lớn tuổi thì lấy số 5 cũng được nha. Còn số 3 màu tím nào không hả? Còn màu tím, một cái màu tím quế chị, đợi em xíu. Cái này cho chị nhà vừa xe đét. Con khóc, con khóc. Số 3 màu tím em còn cái tím quế này nè chị Út Phước. Rồi số 3 màu tím còn cái tím quế này nha. Tím hồi nãy là tím mực, tím này là tím quế cho em. Đẹp luôn, chốt lên cho em tím quế. Tím quế em còn size 3, size 5. Áo xanh coban cho chị. Em chào chị Võ Mỹ Dung, nhà vườn xe đét. Trắng lá số 3 hả? Khoan chị đợi em xíu em coi còn không nha chị. Đợi chút hình như hết rồi sao á. Số 3 đồ bộ màu tím hả chị? Số 3 đồ bộ màu tím em có nguyên bộ tím nhưng mà quần ống nhỏ được không? Không có quần ống rộng. Nè, còn áo lẻ tím nha. Áo lẻ tím. À, như mặc cái quần này sai rồi, cái quần này quần ống nhỏ nè, đó. Ừ, rồi thì lỡ mặc thật luôn. Rồi ai chốt áo tím lên giùm em, áo tím Huế, tím Huế size 3. Tím Huế size 3, size 5 giùm em. Bốn mươi ký là mặc hơi rộng một xíu nha, cái quần thì không sao, cái quần thì mặc ok chị, nhưng mà cái áo á, cái áo là size số 1 á, mình mặc hơi rộng xíu nha. Rồi cô ban một em chốt chỗ cái quần ống rộng của em đâu ta. Rồi đây số 3 đồ bộ có quần ống nhỏ thôi chị, hoặc là chị lấy cái bộ màu màu xanh ánh tím á, size thứ ba thì em có cái gì ta, có nguyên bộ tím trơn được không nè. Áo này nha chị gì đó sa đét, xanh coban nè. Rồi áo trắng em không còn size số 3 đâu nha. Áo trắng đá em không còn số 3 đâu nha chị Sơ Trinh ơi. Màu trắng số 3 giờ em chỉ còn mẫu 4D thôi. Em chào chị Trọng Nghĩa. Em chào chị Trọng Nghĩa nha. Cái này đúng không chị Sa Đéc đâu rồi ta. Em chào chị Nguyễn Phương. Rồi ok chị, một quần đen rộng số 1. Út Phương ơi, quần ống nhỏ được không chị? 65 tuổi, tầm 65 kg, 1m58 thì mặc size số 5 cho em nha chị Nguyễn. Mẫu nào em lên đọc có size 5 mình chốt nha, mình thích mình chốt. Rồi cái bộ này mấy chị hoa hồng này em còn size số 5 thôi, bộ bông hoa hồng, bộ này 1.4 em sale 1.2 nè. Bông hồng cho em. Rồi số 5, số 5 70 kg cho em nha, lên cho em mã bông hồng. Bộ này chỉ còn size số 5 thôi. Bộ khách sĩ chốt mà em chốt bị sót thôi chứ thôi bộ này cũng hết luôn. Rồi. Lên cho em mã bông hồng size 5 nha mấy chị. 65-70 kg. Hãy chốt mã bông hồng với mã bông hồng này nè. Bộ đi chùa tím số 2 cho chị Đường Yên. Giờ bộ này em chốt cho chị Đường Yên.
Chị ơi, em nãy em nói là em hỏi chị là chị mặc size 2 cũng được, size 3 cũng được, nhưng mà size 3 đánh đá em cũng hết rồi. Đánh đá em chỉ còn size 4 với size 5 thôi. Cô Ban hả chị? Gọi cô Ban để rồi rồi cô Ban. Cô Ban hết size 2 luôn người đẹp. Để em coi còn bằng gì em lên cho nè. Tím Huế. Tím Huế số 1. Size thứ 5 em có xanh cô Ban nè. Em còn màu xanh rêu với lại màu xanh lá mạ nha chị Diệu Nguyễn. Em lên thử hai cái màu xanh đó chị ok không nha? Màu này lên cho em là màu xanh rêu. Xanh rêu em còn size 1, size 2 với lại size 5. Ai chốt xanh rêu lên xanh rêu giùm em. Đây chị, màu xanh rêu. Size 1, size 2, size 5. Rồi chốt xanh rêu lên xanh rêu giùm em nha. Mẫu em đang lên 85 ngàn một áo. Quần 60 ngàn một quần đó chị. Cô bán hết size 2 rồi chị Sương Nguyễn. Còn bộ nào giống bông hồng màu số 1? Hết chị Sa Đéc. Chị Sa Đéc lấy bộ này size 1 nè. Cái bông đã đua hết không làm ta? Sa Đéc ơi, chị lấy cái bông này số 1 cũng đẹp nè chị. Bông đỏ đô nè, cái bông mà nè em mặc vô cái quần ở trong á. Bông này chị, bông này em còn số 1 nè, bông này lớn đẹp. 70 tuổi hả chị Như May ơi, chị Như May theo dõi giùm em. Nói chung đồ này là em không có đồ mà lớn tuổi quá, tầm tùy tùy sở thích của mọi người à. Lớn tuổi quá thì em cũng có, những mẫu như vậy thì em nghĩ 70 tuổi cũng mặc được. Chị ơi còn bộ này số 1 nè chị. Tại vì hàng em sale á, em sale rồi nên là nó không còn lẻ size, không còn đủ size chứ. Không còn lẻ size. Nè, em còn cái bông đỏ đô này số 1 cũng sang đẹp nè. Chốt này lên thì em là bông đỏ đô. Bông đỏ đô giùm em nha. Em không biết đâu chị Sô Trinh ơi, em không có hẹn hứa trước đâu chị, mình cứ theo dõi giùm em nha, có thì mình mua nha người đẹp. Chứ hàng đâu không phải là đợt nào cũng có màu trắng đâu, có đợt nó không có đợt nó có nha chị ơi, nên là mình theo dõi đi, mình thích thì mình mua nha, chứ em không hứa trước. Này em qua áo và ba bông sale tiếp cho mấy chị nha, sale cho hết cái mẫu bông mấy chị ơi, cái lời bây giờ nó nằm ở trong đó đó, cái vốn thu rồi còn lời chưa có lời, lời bây giờ là nằm trong hàng tồn đó mấy chị, cho nên là phải đẩy mới có lời mới có tiền Tết nha. Bộ em đang mặc còn size 1, size 2, size 4, size 5. Chốt lên thì em là bộ bông đỏ đô ha. Rồi em lên tiếp áo. Áo lẻ mẫu này cho mấy chị nè. Lên hết cho cái mẫu lẻ này rồi em qua áo bông lưới sale cho mấy chị, bông lưới với lại bông kim thun kim tuyến nha. Em thấy chị Diệu Nguyễn chốt cái gì comment lên cho em nha chị. Rồi lên cho em là màu tím mực, em còn size 1, size 2. Tím mực hồi nãy có mặt rồi đó, ai chốt tím mực lên tím mực cho em size 1, size 2. Màu đỏ chị Sa Đéc, màu đỏ mẫu mẫu này em hết size 1, màu đỏ em chỉ còn mẫu 4D thôi. Tím mực cho em nha. Tím mực size 1, size 2 giùm em. Chốt tím mực lên cho em mã tím mực. Tím mực 1 với 2, rồi tím Huế cho em nè, tím Huế. Và lấy màu tím Huế này cũng đẹp rồi chị Diệu Nguyễn. Tím Huế cho em size 1, size 3, size 5. Rồi lên cho em màu tím Huế size 1, 3, 5 nha. Tím Huế 1, 3, 5 giùm em. Chốt tím Huế lên cho em mã tím Huế.
Màu đỏ em chỉ có mẫu này thôi chị, để mặc Tết á, đỏ hoa đào. Lo chờ bên nơi chờ nhận hàng giùm em đi chị, hàng gửi rồi người đẹp. Hàng gửi rồi mấy chị cứ chờ nhận hàng giùm em, hàng đi thì nhiều khi 2 3 4 ngày nó mới tới mấy chị, nhanh thì 2 ngày, chậm 3 4 ngày bình thường chờ giùm em. Khi nào mà hàng nào ở các chị, khi nào mà hàng nào mà quá 5 ngày mình chưa nhận được còn mình thấy nói em nha. Đó. Còn hàng ship tỉnh thì 2 3 4 ngày mấy chị từ từ nhận giùm em. À, chị nào em gọi điện chốt đơn rồi là hàng đi rồi hết rồi. Đó em còn áo này nha chị nhà vườn ơi, có chốt lên giùm em là đỏ 4D size số 1, mẫu này 90 ngàn một áo. Rồi ok chị Diệu Nguyễn lên giùm em số điện thoại nha Diệu Nguyễn. Đây, em có đỏ này nha. Một quần đen ống rộng, Diệu Nguyễn cho em số điện thoại nha. Rồi ok chị Diệu Nguyễn. Rồi ai xem mẫu gì nữa không? Em lên hàng sale tiếp với chị. Xanh lá mạ nữa. Xanh lá mạ, đây xanh lá mạ em còn size 1, size 5. Lên xanh lá mạ cho em size 1, size 5 nha. Chốt là nhẹ màu xanh lá mạ. Còn này màu xanh lá mạ giùm em nè. Size 1, size 5. Ai chốt xanh lá mạ lên nhẹ màu xanh lá mạ. Màu đen có chị. Màu đen đợi em xíu. Rồi em lên màu đen. 52 kg 1m63. Chị Linh Nguyễn mặc size số 1 cho em được nha, nhưng mà có thể hơi ngắn nha chị, mét số 3 cao. Đến số 3 mặc em sợ hơi ngắn. Rồi xanh lá mạ cho em ha, màu vàng. Màu đen đây nè, màu đen chị nào chốt đen cho em mã đen. Đen em còn size size 1, size 5. Size 1, size 4, ở size 4 hết. Rồi đen đây mấy chị ơi, vậy là đen giờ còn 1 với 5 thôi, đen còn 1 với 5. Chốt đen cho em mã đen. Đen còn 1 với 5 nha. Áo bông số 5 để em lên, chị Hồng Yến có ok được bông nào thì chốt nha chị. Rồi lên cho em mã đen. Còn này lên cho em là màu vàng. Vàng vàng này vàng nghệ nha mấy chị. Vàng nghệ em còn C 3 4 5. Vàng nghệ cho em C 3 4 5 nha. Rồi ai chốt vàng nghệ lên cho em mẫu vàng nghệ. Vàng nghệ 3 4 5. Áo bông là chất von lưới nha, cái chất đó mỏng nha mấy chị, em nói trước ai mặc mỏng được đừng chọn chất von lưới nha. Rồi lên cho em mã vàng nghệ C 3 4 5. Đỏ tươi cho em size số 2. Đỏ tươi em còn size 2. Size 2, size 4, size 5 lên cho em màu đỏ tươi. Đỏ tươi cho em size 2, 4, 5 chốt mã đỏ tươi. Rồi đỏ tươi 2, 4, 5 giùm em nha chị nha.
lên cho em màu đỏ tươi C2, C4 à, đỏ tươi C2, C4, C5 là màu đỏ đô. C5 màu đỏ đô mấy chị, rồi ai chốt đỏ tươi lên cho em mã đỏ tươi em hoặc là size số 2. Có đỏ đô mà hết, size 1 rồi chị, đỏ đô giờ còn số 5 rồi. Đỏ đô còn số 5 thôi. Rồi đỏ đô còn số 5, ai chốt đỏ đô lên đỏ đô rồi qua mẫu. Lên áo lẻ nha, áo lẻ bông ngon. Áo lẻ bông em xả cho mấy chị là 70, 90, xe 70. Rồi lên giùm em bông tím. Bông tím giờ em còn size 1. Size 1, size 1 với size 1, size 3 và size 5 nha mấy chị. Bông tím cho em size 1, 3, 5, chốt bông tím cho em mã bông tím. Em chào chị Trâm Huỳnh nha. Rồi lên cho em mã bông tím size 1, 3, 5. Bông tím giúp em. Mỗi ngày 90 ngàn em sale cho mấy chị là 70 ngàn một áo. Rồi ai chốt bông tím cho em bông tím. Size 1, size 4, size 5 mấy chị. À size 1, size 3, size 5. Em chào chị Trâm Huỳnh nha. Bông tím size 1, 3, 5 vậy em 70 ngàn một áo. Một áo tím mực cho chị nhà vừa sơ đét. Hỏi em lên lên sale 70 đó chị. Sale. Đỏ đô hình như em còn áo trơn, áo màu trơn size số 1 70 ngàn một áo á chị, nhà vườn sao đét mặc áo trơn không? Bông tím số 1 cho chị son vỏ. Bông tím 1 cho chị son vỏ. Rồi bông này lên cho em mã thổ cẩm, thổ cẩm em chỉ còn size số 5 thôi các chị. Chốt cho em mã thổ cẩm size số 5. Lên thổ cẩm cho em size 5 nha, thổ cẩm size 5. Rồi bông cam giùm em, bông cam còn size 2 và size 5 mấy chị ơi. Bông cam cho em size 2, size 5. Bông cam 2 với 5. Chốt bông cam lên giùm em bông cam. Áo em mặc số 1 hết. Áo mặc còn duy nhất cái bông nó số 1. Rồi cái này lên giùm em bông cam. Chị nào size 1 thì lấy qua size 2 về bóp eo lại đi mấy chị. Số 1 bây giờ hết rồi. À, số 1 còn bông khác, đợi xíu nha, em lên bông khác. Cái bông mà chất phun kim tuyến thì em còn size 1 nha. Rồi cái này là cho em là bông cam. Em mặc lên cái này số 2 nè. Bông cam cho em size 2, size 5. Bông cam giùm em nha, size 2, size 5 lên cho em mã bông cam. Hoa tím của chị son vỏ. Tóc tóc của em bữa nay nó bị sida rồi. Like nãy giờ sao không thấy được xem vô vậy chị. Tóc tóc nó cà giật nó không ổn định gì hết trơn. Rồi lên thêm mã bông trắng. Bông trắng em còn size 2, 3, 5. 2, 3, 4, 5 mấy chị. 2, 3, 4, 5 chốt bông trắng thêm mã bông trắng. Hello Ngọc Nhiều Đỗ, cảm ơn em. Còn gì nữa, em có chốt một áo á, em có chốt thêm cái gì không? Mai đi đơn luôn. Bà hai có lấy quần không để chị biết. Bà hai họ có lấy quần không? Rồi bông trắng giùm em nha.
bông trắng em còn size 2, 3, 4, 5 á. Ừ đúng rồi đó, không nhớ không biết nữa, chắc vậy. Size 2, 3, 4, 5 đó, em bảo bông trắng. Áo đỏ đôi số 1 để em coi coi. Đây chị, đỏ đôi số 1 áo trơn 70 ngàn một áo. Áo size 1 áo màu đính đá quá trời mà em không thấy em lựa. Áo size 1 chị còn quá trời nè. Màu xanh coban nè. Đây nha chị, màu em đang mặc là màu đỏ đô trơn nè. Màu xanh coban nè, màu xanh riêu nè. Màu tím Huế nè, quá trời màu mà. Rồi ai chốt áo em mặc lên vậy em là đỏ đô kèm size nha. Nè tím Huế nè. Rồi xanh, xanh lá mạ. Xanh lá mạ cho em nha. Rồi đấy ha chị, ngày mình sẽ đét cái chốt lên chị em. Rồi lên tiếp áo phông, lên cho em bông trắng đen. Bông trắng đen em còn size 2, 3, 4, 5. Chốt bông trắng đen lên bông trắng đen giùm em. Rồi bông trắng đen cho em size 2, 3, 4, 5 với chị ha. Bông trắng đen size 2, 3, 4, 5 à, chốt lên cho em mã bông trắng đen. Bông trắng, trắng đen size 2, 3, 4, 5. Cho em cái bông này là bông hoa lưới hồng. Mã lưới hồng bây giờ em còn size 4 và size 5 thôi nha quý chị. Mã lưới hồng, lưới hồng còn size 4, size 5. Bông này lên mã lưới hồng cho em nha. Lưới hồng size 4, size 5. Á trắng con nó đâu có size 4 đâu chị Tuyết Bụi. Không có, em đọc sai đó. Không có size 4. Size 3 với size 5 á. Đọc tào lao á, tại em không nhớ hết. Size số 4 bây giờ chỉ còn hai cái bông này thôi. Size số 4 giờ còn mỗi cái bông trắng đen em đang mặc, với lại cái bông này là bông lưới hồng thôi à. Bông trắng không còn. Bông size 1 đợi em xíu, hôm qua bông size 1 cho nha chị. Bông trắng, bông trắng size 2 cho chị Thúy Hằng. Bông trắng số 2 còn cái nè cho chị Thúy Hằng. Trắng đen số 5 cho chị Diễm Nguyễn. Bảy mươi với chị, 90 theo 70 nha mọi người. Rồi ai chốt bông trắng đen nữa lên trắng đen giùm em. Lên cho em bông lưới hồng. Rồi hết đó, chờ qua cái mẫu này cho em nha. Mẫu này là chất phun kim tuyến nha mọi người. Phun kim tuyến. Ờ, còn cái này còn họa tiết vàng size 5 nè, chị nào chốt họa tiết lên cho em mã họa tiết size số 5. Họa tiết size 5 cho em nha, 65-70kg. Con trắng đen 5 cho chị Hoàng Yến. Trắng đen 5 cho chị Hoàng Yến.
cái này. Còn cái mã sọc đen nữa nha chị ơi, rồi lên cho em mã sọc đen. Sọc đen giờ em còn size 2, size 2, size 3 và size 5. Rồi, sọc đen size 2, size 3, size 5 cho em nha. Chốt cho em mã sọc đen. Sọc đen 235. Rồi sọc đen giùm em size 2, size 3, size 5 mấy chị. Chốt lại trên mã sọc đen size 2, size 3, size 5. Ớt tớ ở ngoài cái nền nó có riêu 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 á chị. Có mấy cái lá hình riêu riêu cũng đẹp lắm. Rồi ha, chốt sọc đen cho em nha. Rồi bông này lên cho em là bông họa tiết vàng size số 5. Chốt cho em mã họa tiết size 5 cho em, số lòng 70kg. Họa tiết 5. Rồi cái bông này hồi nãy có cái bông này to nè chị Hoàng Yến nè. Size 4, size 5 lên cho em mã xanh dương. Xanh dương giùm em size 4, size 5 nha. Nè, bông xanh dương cho em nè. Size 4, size 5, ai chốt bông xanh dương, bông xanh dương giùm em ha. Lưới hồng. Lưới hồng 5 cho chị Cherry. Nhớ rồi, đang nghiện hình ảnh giờ. Rồi lưới hồng nam em chốt cho chị Cherry. Bông xanh dương này em còn cái số 4, cái số 5 với chị. Rồi em lên ký chất phun kim tuyến nha. Phun kim tuyến cho em mẫu này 90, em của sale mấy chị 70 luôn. Mẫu này thì size 2, size 3 là em hết, chỉ còn size 1. Size 1 được hay còn 2-3 bông vậy á. Size 1, size 4 và size 5. Nhưng cái mẫu này form nó ôm hơn cái mẫu áo bông hồi nãy nha mấy chị. Mẫu này chị là chị gì đó. Nhà vườn xa đét 40 tí. Mẫu này chị mặc áo size số 1 đẹp lắm nè. Tí form nó ôm hơn cái mẫu nãy. Ok chị Tiết Bùi nha. Thúy Hằng. Sọc đen thì nó cũng giống như mấy bông kia chị. Nó cũng là chất form lưới hết đó chị Thúy Hằng ơi. Em nói chị rồi nha mấy chị nha, bon lưới là vải nó không có dày đâu nha, vải rất là mỏng đó. Nhưng mà nó là mẫu họ thiết bông nên là nó không có thấy gì bên trong của mình hết á. Rất là đẹp, rất là sang, chắc co giãn cho em nha. Chứ đừng có nhận hàng cầm đứa mặc vô soi trong tiêu mỏng quá, nhìn xuyên thấu qua rồi không nhận hàng mấy chị. Mặc lên người không có thấy gì hết trơn á. Mà em nói hoài luôn. Phun kim tuyến không mỏng. Cái mà cái bon lưới em lên mới mỏng. Còn phun kim tuyến là phun bình thường không có mỏng nha chị. Phun này cũng có mỏng nha. Nè. Còn cái bon lưới mới mỏng. Mỏng nhưng mà không có thấy gì chơi hết. Tại vì em may cho mấy chị là đằng trước nó hai lớp lận. Nè ở trong một lớp ngoài một lớp. Thứ hai là nó là có họa tiết bông gì nè. Mình mặc lên không có thấy gì trong người mình đâu mấy chị ơi. Nhưng mà em cũng lưu ý là ai mà sợ mỏng thì đừng có lấy cái bông kim tuyến á. Đừng có lấy cái bông lưới mà lấy qua cái hôn kim tuyến này cho em nè. Rồi lên cho em ha. Bông này lên cho em bông xanh ngọc. Xanh ngọc size 1, size 4, size 5 vậy em mấy chị. Chốt cho em bông xanh ngọc size 1, 4, 5. Cái bông này mặc size 4 nha Diệu Nguyễn. Thường những cái form khác em mặc size 3. Nhưng mà cái form chị đang mặc lại mặc size 4 thì cái form này nó ôm hơn. Hồi nãy giờ em thấy chị mặc mấy cái size 1 kia nó rộng thoáng hơn nhưng mà cái này nó ôm hơn nha. Lưới đen số 2 còn đó Hoàng Diệu. Số 2 chị còn lưới đen, trắng đen, hoa cam. Còn 3 bông đó, số 2 còn 3 bông đó. Rồi ai chốt cái này lên cho em là cái gì đó. Xanh ngọc, nhí xanh ngọc giùm em, nhí xanh ngọc như lên cho em nhí xanh ngọc. Rồi mã lá xanh giùm em nha, lá xanh này lên cho em là lá xanh em còn size 4 với size 5. Chị Út Loan. Bông lưới em mới vừa lên xong đó, chị Út Loan lấy size Bạch Loan là lấy size 5 hả? Nè, đó, size số 4 em mặc là tương đương bằng size số 3 của cái form kia thôi mấy chị. Em đang mặc cái áo này là size số 4 mấy chị thấy không? Cái form nó nhỏ nha. Số 4 của form này là tầm 57 cho tới 60kg thôi nha. 57 tới 60kg cho em thôi. Rồi, chỉ là chốt mã lá xanh lên cho em lá xanh, em còn size 4, size 5. Được 62, 63kg phải cao xíu mới vừa.
Ok chị Tuyết Bùi nha. Hello chị Úc Anh. Có lô mới thì em không biết có kịp Tết không nữa. Ông anh có kịp trước Tết không nữa. Nè lưới đen nè Hồng Diệu. Nhí xanh ngọc số 1. Hello chị Hiền Thanh. Một quần đen số 1 cho chị Hiền Thanh. Hiền Thanh nhận hàng chưa chị? Em đang sale đồng giá 70, 90 sale phần 70 nha mấy chị nha. Nè lưới đen, lưới đen. Rồi vậy nhí xanh ngọc 1 em chốt chị Hiền Thanh một cái quần số 1. À chị số 2 hả? Số 5 mua dùng khách hả? Ok ok. Ơ nhưng mà số 2 mẫu này em hết số 2 rồi. Hiền Thanh một quần đen. Số 2 em còn 3 bông này chị. Mã lưới số 2 em còn em còn sọc đen nè. Số 2 còn 3 bông thôi, 90 em sale còn có nhà hàng rồi. Cảm ơn Hiền Thanh nha. Số 2 em còn sọc đen. Rồi. Hoa cam. Hoa cam này đẹp mà mấy chị cũng lấy ha. Hoa cam. Hoa cam rồi gì nữa? À bông trắng đen, đó số 2 còn 3 bông này nha chị. Bông trắng đen. Ừ hết rồi chị, hết mới sale lỗ gì chứ, mới sale xuống giá gì chứ. Còn đủ bông, đủ size thì em vẫn có 90 ngàn em bán để con mới có lời chứ. Rồi lên cho em mã. Đó số 2 còn 3 bông đó chị. Lên cho em mã nhí hồng. Nhí hồng size 1, size 4, 5 dùm em luôn ha. Size 2, size 3 mẫu này em hết. Rồi nhí hồng 1, 4, 5. Cái gì ơi thả tim cho em đi. Xong rồi top top nó đang like nó hẻo dữ vậy. Không có người xem kỳ vậy. Lên cho em mã nhí hồng size 1, 4, 5. Rồi chốt nhí hồng giúp em với chị nha. Nhí hồng, nhí hồng. Áo bà Ba Von đẹp lắm. Cảm ơn chị Tuyết Bùi. Bộ đá ống nhỏ ống rộng cho tia đặng em lựa size nào cho tia đặng ơi. Đây sale hết, tức đặt sale hết. Size 5 chị Tuyết Bùi. Cái này bông nào em đọc có đều có size 5 là chị chốt. Nhí xanh ngọc hồi nãy cũng có size 5, nhí hồng này cũng có size 5 nè chị. Một áo nhí xanh ngọc hết rồi chị, qua nhí hồng này được không? Xanh ngọc còn cái số 1 em chốt rồi. Xanh ngọc còn cái số 1 chốt rồi. À đây 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 còn cái xanh ngọc này, để coi cho. À rồi còn một cái xanh ngọc 1 em chốt cho chị nhà vườn sa đéc. Nhà vườn sa đéc. Nhí hồng 1 dồn đơn cho chị Hiền Thanh. Ok chị, cảm ơn chị đẹp. Hiền Thanh 70 ngàn một áo đồng giá mà vô với chị. Bây giờ mấy cái này là mấy cái trò là gọi là lời nè mọi người. Cái hàng tồn là lời là trong đó, nhưng mà không đẩy hết hàng tồn là coi như là năm nay ăn bánh tét không có nhân. Ống rộng bây giờ em lấy size mấy? Ống rộng là 150, chị sale 120 hình như là nó còn được còn. Em lấy size mấy thì chị coi còn size không đã. Nó còn có mấy bộ hà. Rồi lên cho em mã bông nhí đỏ. Bông nhí đỏ em còn size 4 với size 5 nha mấy chị. Rồi bông nhí đỏ cho em size 4, size 5. Đẹp chưa? Lên cho em mã bông nhí đỏ nha. Bông nhí đỏ này size 4, size 5. Diệu Nguyễn ơi, đó cái lỗ này là Diệu Nguyễn mặc size số 4 là ok luôn, đẹp luôn nè. Chị Hồng Nguyên,
cái mẫu này chị Hồng Nguyên bao nhiêu ký cao nhiêu, tại vì cái mẫu này form nó ôm nha chị, form nó nhỏ hơn những form kia. Size số 4 là 57 cho tới 60, 61 ký thôi nha chị ơi, 60 ký thôi, 57 60 ký cho em thôi, không qua được 61, 61 phải cao đó. Em đang mặc cái này là size số 4 mấy chị, thấy nó bằng cái size số 3 của mấy cái mẫu khác thôi à. Nên Hồng Nguyên mua lên chiều cao cân nặng em canh nha. Rồi tiếp. Nhí hồng cho ngọc nhiều đỏ còn trái nè, ok nè. Ngọc nhiều đỏ, cái tên lô da của em là tên gì chị quên mất, là tìm không ra được cái tên lô da của em luôn. Một mét sáu, 60 ký, cái bông em đang lên mặc size số 4 nha chị, nhà vườn xa đét. Cái bông em đang lên là mặc size số 4 ở vườn nha. Rồi số 3 em còn bông này, vậy là số 3 em còn được 2 bông nè. Ai chị nào size số 3? Size số 3 này 53-58 ký vừa thôi nha mấy chị. Size số 3 53-58 ký cho em vừa thôi nha. Còn 2 bông này size số 3 chứ là chốt lên giùm em nè. Bông này chốt cho em mã bông vàng cho em đi mấy chị. Bông vàng cho em nha. Số 3 em còn cái bông vàng này nè. Cái này là bị bơm về chứ cái bông này em hết từ lâu lắc lô lơ. Bông này là cái bông đẹp nhất của cái lô này luôn. Rồi nhớ rồi. Ok, để chị biết chị nhắn qua anh đó. Tự nhiên tìm không nhớ, cứ nhớ là thì đổi thì gọc nhiều, không nhớ cái tên lô da là gì. Rồi bông vàng nha, bông vàng này em còn size 3-4-5, chị nào chốt bông vàng đó. Mấy chị mà 50-51-52 ký thích lấy cái này được nha mấy chị. Tại vì về mấy chị bóp eo lại được mà, bóp eo lại ok mà. Như em 45 ký nè, em muốn cái này giờ em bóp eo lại cũng ok luôn á. Nè, tới đây rồi em đang bóp eo nè mấy chị thấy không. Là nó sẽ lên như thế này đẹp luôn. Size 3 chỉ còn 2 bộ này nè, KT đặng. Em lấy này nhìn nè em. Xe 120 nhưng lấy 2 bộ vẫn miễn ship luôn nha. Vẫn miễn ship. Cuối năm rồi mấy chị, lời đổ không bao nhiêu nữa. Không hỉ mấy ngày cuối năm nè. Em sale, bình thường sale là không có miễn ship, nhưng mà hôm nay sale miễn ship luôn nha. 2 bộ 4 áo cho em là miễn ship luôn nha mấy chị. Mã vô nè, số 3 chỉ còn 2 bộ này, màu vàng với màu tím cẩm, lấy 2 bộ này luôn đi. Được giảm tới 30.000 bộ, còn những ship nữa. Một nhí hồng size 4, một quần đen ống rộng với chị Diệu Nguyễn, ok chị. Bông vàng, cái mẫu này Úc Phước chị mặc số 4 mới vừa chị, mẫu này số 3 mặc không vừa. Mẫu này số 3 chị mặc không vừa. Bông vàng 5 em chốt cho chị Mỹ Nữ. Ủa để em coi còn không nha, em đặt tà lao vẫn có rồi. Để đợi em xíu, đợi xíu coi còn. Cá tê đặng ơi, đây quần ống rộng nha, màu vàng nghệ với màu tím cẩm size số 3. Bộ này 150 xe 130 nha mấy chị. 150 áo quên xin lỗi 120. 150 xe 120, còn bộ vàng nghệ số 3 55-60 ký quần ống rộng. Chứa lại một bộ màu tím cẩm size số 3. Ai hốt hết hai bộ này luôn đi, miễn ship mấy chị ơi. Tím cẩm số 3 nè em. Còn cái số 3, cái số 4 à, cái bông vàng hết số 5 rồi. Cái số 4 này em chốt cho chị Úc Phương. Hết số 5 chị Cherry. Rồi dưới hồng em chốt chị Diệu Nguyễn, cái này của Úc Phương 70. Rồi chị nào số 3 nha, 53-58 ký chốt cho em bông vàng với lại bông đỏ giùm em mấy chị. Bông vàng và bông đỏ, cái này là gì em mã bông đỏ. Rồi bông đỏ em còn size 3-45 nè, bông đỏ cũng đẹp nè, anh lấy bông đỏ này nha.
Đó mình là miễn phí ship rồi đó chị sao đẹp. Hai bộ là miễn phí ship rồi chị. Hai bộ là em miễn phí ship rồi. Rồi cái này là cho em mã đỏ. Bông đỏ. Bông hồi nãy là bông vàng nha mấy chị. Cái này là bông đỏ cho em nè. Đây em đang mặc cái này là size số 3 nha. Đó, 53 tới 58 kg thôi. Đẹp chưa? Cái dáng lên đẹp chưa? Rồi ai chốt bông đỏ lên cho em bông đỏ size 345. Bông vàng hết số 5 rồi chị Kelly nha. Tiết bùi. Bông vàng hết số 5 luôn nha chị Tiết bùi ơi. Rồi cái này lên cho em là bông đỏ. Không, số 4 không vừa đâu chị nữ. Mẫu này số 4 không vừa. Không em ơi, hàng sale chị không còn nhiều. Không, Nhi Nhi số 1 chị hết luôn rồi Nhi Nhi ơi. Bộ một màu giống vừa lên có số 1 không hả? Có chị, còn một bộ size số 1 màu tím cẩm. Ủa cái đây đặng cái màu tím cẩm đó là cái màu tối chứ còn nữa, chỉ có màu vàng thì nó hơi sáng thôi, nhưng mà nó nghệ nó cũng không sáng. Nè chị, bữa em lên còn bộ số 1 nè. Bộ này sale 150, sale 120 nè. Ở chỗ tím cẩm em còn một bộ tím cẩm size 1, một bộ size số 3. Rồi tím cẩm một bộ số 1, một bộ số 3 nha. Đây ha. Chốt lên nha. Đây chị. Còn em luôn là màu tím cẩm cũng cộng nha. Ở size 1 đó em mặc đó. Cái này cái gì ta? À, cái lai áo ở trong á mấy chị. Cái lai áo ở trong nó bị dài xuống hay gì? À, rồi nó đạp chỉ bị sót. Cái này để mai em đạp chỉ xem. Thôi cái này nó quên đạp chỉ rồi. Cái này phải đạp một đường chỉ cho cái này dính vô thì nó lật lai nó không bị thấy. Ơ chị nào lấy mai em đạp chỉ lại cho nha. Nó bị sót, đạp bị sót chứ không phải là bị rớt chỉ. Rồi đây ha, bộ tím cẩm cho em nha. Size 1, size 3. Chốt cho em bộ tím cẩm 1 với 3. Rồi còn bộ này size số 1. 150 sale 120 vậy ha. Chị Bạch Loan đâu rồi, chị Bạch Loan còn đó không? Số 2 màu cam đất nè chị. Bộ còn bộ này ống rộng nè, chị gửi bộ kia lại cho em. Chị gửi bộ kia lại cho em chưa? À rồi, ok Diệu Nguyễn. Nhí xanh ngọc size 4 size 5 ok Diệu Nguyễn nha. Bạch Loan ơi chị, còn bộ này size số 2 nè. Rồi màu cam đất em còn bộ số 2, bộ số 5. Màu cam đất cho em mấy chị ha, size 2, size 5. Rồi chốt cam đất, nguyên cam đất thì em size 2, 5. Vậy là lấy cho chị nhí xanh ngọc số 5 với lại một nhí xanh ngọc size số 4. Rồi ok Diệu Nguyễn. Chị gửi đi chị, gửi lại cho em đi, tranh thủ gửi đi để em còn bán nữa chứ. Rồi lên cho em tiếp con này, lên cho em mã nhí xanh. Mã nhí xanh giùm em nha, C4, C5. Nhí xanh cho em size 4, size 5. Lên cho em mã nhí xanh. Tím cẩm 1, bộ tím cẩm 1 em chốt chị nhà vườn Sa Đéc. Rồi nhí xanh nè, đẹp chưa? Rồi nhí xanh giùm em size 4, size 5. Chốt nhí xanh lên cho em mã nhí xanh. Nhí xanh 4, 5 giùm em nha mấy chị. Rồi nhí xanh cho em size 4, size 5. Tím cẩm 1 em chốt cho chị nhà vườn Sa Đéc mang đạt cái đằng sau lại cho nha. À còn một ít bộ sẫm đồ bộ mấy chị. Bộ sẫm 160 xe 90 luôn mấy chị xem không? Hình như nó còn xe 1 chứ xe 2 không sao á. Hay xe 1 gì á. Có ai xem không?
em lên cho xem bộ sẵn xẻ tà phối viền á, bộ đó 160 vậy giờ em xả luôn 90, hình như còn xay một không hay sao á, có ai xem lên cho xem. Tiếp cho em mã này, lên cho em mã hoa hồng, mã hoa hồng xay 4 xay 5, lên cho em mã hoa hồng xay 4 xay 5 nhìn em nha. Rồi chốt cho em mã hoa hồng xay 4 xay 5. Đổi cái này với xay 3 quá, nhìn nhỏ xíu. Rồi hoa hồng giùm em mấy chị, hoa hồng xay 4 xay 5 nha. Ủa em còn cái bông này size số 5 đẹp nè, bông siêu sang. Rồi bông đỏ đô giùm em mấy chị nha, bông đỏ đô. Cái này số 5, chị Cherry lấy cái này chị. Rồi bông đỏ đô cho em size 5, bông đỏ đô size 5. Tiếp bông này lên nhà em là bông nâu, bông nâu còn size số 5 luôn mấy chị. Trời ơi đợt này chị ế size bự luôn ta. Đợt này bị ế size bự không hề. Rồi bông nâu cho em size 5, bông nâu giùm em nha, size số 5. Rồi đó, nó cho em bộ màu xám. Bộ này màu xám rồi. Bộ màu lam nha mấy chị, bộ màu lam em còn một bộ số 2, một bộ số 4. Ai chốt màu lam lên cho em màu lam. Rồi bộ này cũng quần ống rộng 150 xe 120 luôn nha. Chốt bộ lam lên cho em bộ lam xe 2 xe 4. Rồi bộ lam cho em xe 2 xe 4 nha. Rồi chốt bộ lam lên cho em bộ lam, bộ lam size 2 size 4. Bông nâu 5 cho chị Hoàng Yến. Rồi chốt bộ lam lên cho em bộ lam size 2 size 4. Rồi chị, cái đó là áo 4D 95, em sale 85, nhưng mà mẫu đó hết số 1 rồi. Cái này số 3, cái này là của khách xả đơn anh. Trời ơi cái bà này thiệt sự luôn á, biết bà chị có coi like không, bơm em lần thứ nhất lần thằng lần thứ hai vô mua lại em vẫn bán cho, rồi cuối cùng vẫn bơm cái đơn thứ hai luôn, rồi đọc thêm cái đơn thứ ba nữa mà em chưa gửi. May em chưa gửi cái đơn thứ ba nha, em gửi nữa chắc bị ba bơm ba lần thịt có ức chế luôn mấy chị. Bơm giả may rõ thì chứ à, 1m66kg mẫu này mặc số 3 cho em vừa nha chị. Vừa nè, cái này 95 mẫu 4D bông ly. Mấy chị theo dõi mấy chị biết cái mẫu này không ai chê một tiếng nào luôn. Đó đẹp luôn. Màu cam sữa, cam sữa là số 3. Cái này là hàng hết chốt rồi mà em đi đơn bị bơm nên là cái này em xả đơn nè. Bà này mới bơm em tới 3 lần. Lần thứ 3 em chưa kịp gửi, 2 lần trước bơm rồi. Bằng đỏ là mấy chị có theo dõi like có thấy chị bằng đỏ không? Là chị đó. Bơm em mà năm hồi cách đây mấy tháng bơm lần nhiều rồi, bơm lần nữa thêm cái đơn này nữa. Không chị, hoa tết màu đỏ số 1 giờ em chỉ còn cái bông hồi nãy em lên thôi, là chị nhà vườn sa đéc rồi. Màu đỏ mấy cái lô này là lô trước hết rồi, bây giờ em sale rồi. Lô còn là cái lô cuối cùng, là cái lô nãy em like, là cái lô bông này nè. Bộ xám 150 em sale 120 nha chị Thiếu Lý ơi, bộ đó em còn size số 2 với size số 4.
không còn size 5 chị Mỹ nữ. Cái này không còn size 5. Cái này là còn size số 3 thôi. Chị đẹp. Số 5 em còn áo này nè, màu cam sữa. Số 5 em còn áo này nè, áo hoa mai. Size số 5, cái này em sale là 80, 90 sale 180 nè. Bông mai. Cam sữa bông mai size số 5. Cam sữa 3 cho chị Hồ Yến. Cam sữa 3 cho chị Hồ Yến. Mạng này nó yếu sao bị treo vô không được, bên tóc tóc cái nó chạy mạng ra luôn. Rồi cái này của chị Hoàng Yến, cái này là 95 nè, em sale còn 85. Còn cái mẫu bông mai này là 90, em sale còn 80. Là hàng lẻ size với chị. Rồi bông cam nè, size số 5 cho em nè. Không chị, có nhưng mà màu khác chứ màu đỏ không có. 1m6 60kg mẫu hoa mai á, chị mặc size số 4 cho em nha chị. Cái mẫu này nè, cái mẫu này mặc size số 4 cho em. Cam sữa hôm nay năm em chú chị Mỹ nữ. Là 80. Nè, cam sữa, phá quên. Mà hoa mai nè, hoa mai em còn màu hồng dâu. Hồng dâu em còn size 4, size 5. Rồi, chị nào chốt lên nhà em hồng dâu size 4, size 5 như em nha. Rồi hồng dâu cho em size 4, size 5. Chị Thùy Lý ở đâu bán là sao chị? Em đang bán trực tiếp trên live nè, là em bán chứ còn ở đâu bán nữa. Đây size số 4 cho em nha. Đó. Mẫu hôm mai mẫu ngày em xem với chị là 80. Rồi hồng dâu cho em còn cái số 4, cái số 5 chú hồng dâu lên cho em hồng dâu. Hồng dâu size 4, size 5. Hồng dâu 4-5. Rồi bông ly nè. Bông ly màu kem cho em còn một cái số 3, cái số 5 85 ngàn nè chốt. Bông ly kem lên cho em mà. Bông ly kem size 3, size 5. Bông ly kem cho em nha, size 3, size 5. Đây, được chưa? Rồi lên cho em mã kem. Kem size 3, size 5 nhiều em. Kem 3-5. Rồi kem cho em size 3, size 5. Mẫu bông ly 85, mẫu bông mai là 80 nha. Mỗi mẫu là em giảm xuống 10.000 một áo rồi đó mấy chị. Hồng dâu 4 cho chị tiếp buồn. Giảm xuống 10.000 một áo thôi. Mấy chị mua dùm em là 4 áo thì mình được miễn ship nha mấy chị. Bình thường 3 áo miễn ship, nhưng mà hôm nay mấy chị gán 4 áo dùm em nha. Tại vì em sale rồi mà còn miễn ship nữa. Giờ tiếp buồn. Chị Bùi Hòa, bộ xám sau lưng em còn số 5 còn màu nào hả chị? Số 5 còn còn màu xám đó chị, còn màu xám. Em xíu về người vậy nha. Số 5 em còn màu xám, màu đỏ đô. Đây chị nha, đúng rồi. Bộ đó là bộ bà ba nút thắt. Màu đỏ đô nè. Bộ này 145. Bộ này chỉ có 6 màu thôi mấy chị, màu xám, màu đỏ đô. Màu vàng nghệ. Màu vàng nghệ cho em nha. Vàng nghệ. Rồi,
màu tím than mà à, có 6 màu mà hiện tại là màu đen thì em hết nên là còn 5 màu thôi. Màu tím than cho em, ai thích màu đen lấy qua tím than đi chị. Bộ này 145 và 3 nút đó. Rồi lên cho em là màu tím than, màu hồng cánh sen và màu xám đó, còn 5 màu ha. Màu hồng cánh sen cho em nha, hồng cánh sen. Bộ này 145 rồi còn 5 màu đó chị, chốt được màu nào lên cùng em cho em nha. Màu xám thì em treo trên canh đó. Rồi xanh ngọc bông ly size số 3, 55-60kg, 95, sale 85 lên nhà em mã bông xanh ngọc. Xanh ngọc size 3, xanh ngọc số 3 nhà em ha, xanh ngọc 3, xanh ngọc cho em size số 3. Rồi xanh lá cho em luôn, xanh lá còn size 3, size 3, size 4. Xanh lá còn size 3, size 4, màu xanh lá. Chốt xanh lá thì cho em xanh lá size 3, size 4 nha em. Mẫu hoa đào màu hồng phía sau 90 ngàn một áo chị. Mẫu đó là hàng mới, nó còn đủ size nên chưa có sale. Mẫu nào lẻ size mới sale nha mọi người. Mẫu nào cũng sale chắc là đi tông khỏi ăn tết. Rồi xanh lá chị em size 3, size 4. Xanh lá chị em nha, size 3, size 4. Phải xanh lá còn size 3, size 4 không chứ. Cái này của ai trả đâu. Đây cũng là bằng lỗ nè. Trời nhìn cái coi dướng dễ sợ lắm. Nhìn cái coi em rất là dị ứng luôn. Rồi xanh lá 4. À cái màu kem em còn size 4, size 5 luôn đó chị. Màu kem còn size 3, 4, 5. Rồi còn cái màu vàng được chốt luôn đi chị. Chị Jerry đẹp quá trời luôn. Vàng 4, màu vàng size 4 nha. Rồi xanh lá 4 em chốt cho chị Jerry. Rồi còn cái vàng số 4 cho em ha. Ai chốt vàng 4 cho em vàng 4. Còn cái vàng 4 này siêu đẹp luôn. Cái tay nó có bông luôn với chị. Quá đẹp. Rồi vàng 4. Tím Huế bông ly cho em size số 2, chán và bằng lỗ này đó. Nhưng mà ngộ lắm mấy chị nha, gọi điện không nghe máy nhưng mà em nhắn tin đọc không trả lời. Tức là vẫn cầm điện thoại nha, vẫn cầm điện thoại, vẫn đọc. Lần trước cũng vậy, lần vừa rồi cũng vậy. Rồi tím cho em ha, tím Huế size số 2, tím Huế này em còn size số 2. Bộ xám số 5. Bộ xám số 5 cho chị Bùi Hòa. Gửi hàng luôn nha chị. Mang gửi hàng luôn, chị nào đủ đơn gửi hàng luôn, khỏi gọi điện gì nha. Chị Tiếp Bùi ơi, mẫu đó em không có chụp hình đó, không có hình gửi. Chị lựa giùm em đi. Chị lựa giùm em đi size số mẫu kim tuyến. Mẫu kim tuyến số 5 nè, chị lựa giùm em đi chị. Còn mấy bông này số 5 lựa luôn nè chị Tiếp Bùi. Chứ em không chụp hình mà chờ em gửi sợ hơi lâu, tại không có chụp hình đó. Nè, bông kim tuyến size số 5 em còn bông đỏ đô nè. Chị rút màn hình chị chụp lại đi. Bông đỏ đô số 5 nè. Rồi bông nâu size 5 cho em nè. Bông nâu, bông đỏ đô, bông nâu ha. Bông nâu và cái này lên cho em là bông hồng. Lựa luôn cho em đi chị Tiếp Bùi ơi, không có thời gian gửi hình, với lại em chưa có chụp mẫu này nữa. Giờ nó còn lẻ lắm. Số 5 bự em không có chụp được rồi. Mẫu mã hồng. Rồi mã này lên cho em là mã nhí đỏ. Nhí đỏ cho em nha. Nhí đỏ. Rồi cái này lên cho em là nhí xanh.
bị éo số 5, số 5 còn, số 5 còn như giống như đủ bông luôn vậy á. Nè, nhí xanh nè. Đó, nhí xanh. Rồi, mã đỏ giùm em ha. Như còn 8 bông đó chị. Mã đỏ. Mã đỏ ha. Rồi, mã xanh lá giùm em nè. Đó, màu đẹp không à, mà tại vì nó bị hết size 1 2 3 nó khó lai, nó còn 4 với 5 không. Tiếp với 2 cho chị Thúy à. Rồi xanh lá cho em nè. Xanh lá. Đỏ đô. Đỏ đô cho chị Tiết Bùi. Hôm nay còn con nào số 4 đợi em kiếm nha chị. Còn á, còn 1 2 cái gì nữa đợi em kiếm. Tiết Bùi 70. Rồi còn mã nhí hồng với mã nhí xanh ngọc nữa chị. Đây. Nhí xanh ngọc đó. Rồi vậy là còn cái nhí hồng nữa. Hello em te. Mỗi lần cái tên mở lên là bị lẹo lưỡi à. Hết mẫu mẫu chị mặc hết số 1 rồi nha. Mẫu xanh lá hết số 1. Rồi nhí hồng giùm em. Nhí hồng Lan Phượng, mẫu này em đang lên là 90, đang sale còn 70, hàng lẻ size nha chị ơi, đa số là 4-5 không à. Chị nào mà trúng size to thì mình ok. Size nhỏ em hết. Rồi cái này em chốt cho chị Thúy Hằng. Thúy Hằng cái này 85 ha. Bông ly là 85, bông mai là 80 nha chị ha. Rồi bông mai vậy thôi. Rồi bông mai còn mấy trái này nha mấy chị. Tím Huế cho em size số 4. Đẹp quá. Chị Phương Nguyễn. Nhí hồng có size 4 nha chị. Phương Nguyễn khách cũ hay khách mới vậy chị? Rồi hoa mai nè, chị nào chốt này đó thì em mã Tím Huế size số 4. Tím Huế size 4 còn một cái. Ủa hồng dâu này em còn cái số 3 luôn. Vậy hồng dâu này giờ em còn một cái số 3, một cái số 5. Chị nào chốt hồng dâu cũ lên số điện thoại lại giùm em đi chị, lên lại giùm em số điện thoại đi. Nhiều tên Phương Nguyễn quá em sẽ dễ lộn, chị lên số điện thoại không có sợ bị lộn. Đây cái mẫu này 90 em xem còn 80 nè. Hồng dâu cho em còn size 3 với lại size 5 nha. Nên cho em hồng dâu số 3, số 5. Hồng dâu em còn size 3, size 5. Hồng dâu size 3, size 5. Vậy chị chốt cái nhí đó thì lên giùm em là mã nhí xanh ngọc size 4. Cái gì? Nhí hồng size 4 nha chị Phương Nguyễn. Rồi hồng này lên chị em là hồng tươi. Hồng tươi này cũng còn size số 5 thôi mấy chị. Hồng tươi cho em size số 5. Vậy là mình lấy cái nhí xanh, nhí hồng hay sao chị Phương Nguyễn ơi. Mấy bông vừa rồi em lên là đều có size 4 hết đó. Chị cứ chốt bông nào để chốt thêm thì em nha. Rồi hết rồi đó. Hết rồi đó mấy chị. Mẫu bông mai ha. Mẫu bông mai em còn như đó.
hồng 4 cho chị Thu Nguyễn. Thu Nguyễn chốt thêm áo nữa cho đủ đơn, đi đơn nha chị. Bữa nay không có giữ đơn nữa nha mấy chị đẹp. Bộ xám 145 nha chị Thùy Lý ơi. Rồi ai xem mẫu gì nữa mấy chị? Ai xem mẫu gì nữa mình mang lên cho em. À, bộ sẵn. Rồi mẫu này mấy chị ha, mẫu này cho em nha, mẫu bông chân cũng 4D nhưng mà bông chân nha. Lên cho em màu hồng phấn. Màu hồng phấn giùm em còn size 1 2 3 4 5 luôn, màu hồng phấn. Size 1 2 3 4 5. Chốt hồng phấn lên cho em mã hồng phấn. Tối nay em qua bộ sẫm mà hàng ngày nãy em nói 160 xả 90 á, nó còn size 1 không hay sao. Rồi hồng phấn cho em size 1 2 3 4 5. Màu hồng tươi giùm em còn size 2 3 4. Hồng tươi cho em còn size 2 3 4 chị ha, chốt hồng tươi lên cho em hồng tươi. Hồng tươi size 2 3 4. Xanh lá đậm cho em còn size số 2. Xanh lá đậm cho em size 2 nha. Chốt xanh lá đậm cho em xanh lá đậm. Tím cà cho em size số 2. Rồi tím cà còn size 2, chốt tím cà lên cho em màu tím cà số 2. Xanh lá tươi em còn size 4, size 5. Xanh lá tươi size 4, size 5 cho em mấy chị ha. Lên cho em màu xanh lá tươi 4, 5, mẫu này lên nhanh nha. Xanh lá tươi 4, 5. Màu cam sữa em còn size số 4, chốt cho em mã cam sữa size 4. Cam sữa size 4 cho em nè. Chấm like mấy chị, ai còn xem like chấm like giùm em nè. Tối nay hẻo vậy ta, tối nay xả lẻ mà sao mà nó không có người xem dễ vậy. Nhiều mạng tải không nổi vậy á. Rồi lên cho em một cam sữa. Cam sữa còn size 4. Chữ tiết bùi. Hồng nâu size 5. Hồng xanh size 5. Là sao ta? Hồng nâu, hồng nâu, hồng xanh. À hai cái này hả chị? Cái nền xanh hoa hồng, cái nền xanh hoa nâu đúng không? Hồng phấn số 3 cho chị Phương Nguyễn. Giờ cái này chị tiết mùi. Ồ mạng nay sao á chị. Ok chị tiết bùi. Chị Mai Thanh hình như được 3 áo là 4 áo gì á, 3 hay 4 gì á. Em thấy đơn nó đã rác. Để mai em tổng lại rồi em gửi luôn nha. Em chưa gửi, em gửi em xin em nhắn. Hai bộ miễn ship nha chị Thùy Lý. Ok chị tiết bùi. Rồi em còn màu này là màu xanh gì ta. Màu xanh bích size số 2. Màu xanh bích size 2 cho em nha. Xanh bích size 2. Màu đỏ mẫu này em còn cái này size số 5. Chốt đỏ lên cho em mã đỏ 5. Đỏ 5 mấy chị. Chốt đỏ 5 lên cho em mã đỏ 5. Đỏ 5 rồi. Đó hết. Mẫu 4 cơ còn như đó mấy chị ơi.
muốn về hàng xe còn như đó nha. Rồi em qua mẫu. Còn cái màu này nữa này, chị Thu Nguyễn có lấy luôn không? Hello chị Kim Phụng, cái màu đó em còn đủ size chị Kim Phụng ơi, mẫu đó mẫu mới á, mẫu đó mẫu hoa đào mẫu mới á, đều đủ size. Kim Phụng lấy đi, lấy size nào? À đúng rồi, bữa trước em nói chị Tiếp Bùi mẫu đó mặc size 5 đó. Một quần đen size 2 ống rộng. Chia lại đi chị Thiết Bùi, chia lại đi. Nè hồng dâu, em còn cái hồng dâu này size số 3 nữa nha. Ai chốt hồng dâu cho em hồng dâu. Cái này sai số. Ủa còn cái này số 4 đẹp quá nè. Ai số 4 chốt? Màu xanh biển cho em sai số 4. 95 xeo 85 sai 4 cho em nha. Trời đẹp quá. Chị nào chốt xanh biển cho em mã xanh biển 4. Xanh biển 4 cho em ấy chị. Lên cho em mã xanh biển 4. Xanh biển 4 cho em. Cà Mau 5 căn hả chị? Cà Mau 3 ngày. Ship 3 ngày tới nha chị. Rồi cái này em chốt cho chị Cherry. Hồng dâu, còn cái hồng dâu đẹp quá, Phương lấy luôn chị. Trời ơi 80.000. Hồng dâu đây. Hồng dâu còn cái số 3, cái số 5. Nè. Ở Bình Thuận nha chị, cho chị Sa Đéc, chị nhà vườn Sa Đéc đây, hồng dâu đây, Phú ơi hốt luôn chị ơi, hốt phụ chót đi với chị ơi. Rồi đó, em lên bộ này mấy chị nha. Bộ này 160 em xả cho mấy chị, còn 90.000 một bộ. À, cái bộ này 145 em xả luôn là như 75.000 đồ bộ nha, đồ bộ nhưng mà bao xe, hàng xe. Ok hốt Phú nha mấy này chị. Xả luôn cho mấy chị là 775 nha. Nói cà lăm luôn á, xả lỗ cái nói cà lăm luôn á. Cái này là bộ tay lưới, bộ thiết kế tay lưới đính đá cho em. Rồi em còn bộ đen này size số 2, 50-55 kg. Rồi bộ là quần ống nhỏ nha mấy chị. Rồi bộ là quần ống nhỏ nha, bộ là quần ống nhỏ. Trời ơi cái quần đen đó, mua lẻ 55.000 nữa này, nguyên bộ em bán 75 mà không hốt nữa thôi. Rồi bộ đen, ai chốt bộ đen cho em bộ đen size 2 50-55 kg vừa nha, chốt cho em bộ đen số 2.
Bộ này hàng thiết kế nha mấy chị, hàng kế nha. Rồi em đang mặc bộ này số 2 nè, 55kg. Rồi chứ là chốt bộ này lên em, bộ đen size 2, 75 nha nha, 75. Hoa đào số 5 hết, chị Mỹ Nữ hoa đào số 5 em giờ. Ủa, hoa đào mẫu này á hả chị? À, mẫu này á, mẫu này thì còn đủ màu luôn, tại vì mẫu nó mới mà. Xem mẫu đó, em lên mẫu đó cho xem. Rồi bộ đen nha, bộ đen cho em là size số, em xí mượn quần đen này mặc cho nó lịch sự. Size số 2, ai xem mẫu đó không? Nãy hình như có lấy rồi mà. Lấy cái gì chị Cherry? Bình Lý ơi, Bình Lý chốt gì em lấy số vậy? Ô, tự nhiên Bình Lý. Thầy Lý 65kg gì cao như chị. Rồi hoa đào này thì Mỹ Nữ. Áo hồng phía sau có màu đỏ. Ủa chị nhà vườn sa đéc hồi nãy em có nói chị là có màu đỏ mà ba. Hồi nãy lúc đầu chị hỏi là em có nói mẫu này là mẫu em mới về, hàng nó đủ size đủ màu mà. Ok chị Kim Phụng Phan nha. Để em xíu. Nhưng mà chị Kim Phụng ơi, chị để ý trong đó nha. Bữa trước cái bộ đồ chị nhận, chị thấy thì ship nó cao không? Nên là đặt ở trong đó mà thì ship nó trên 20.000 thì mình đừng có đặt trong đó, mình lên địa chỉ em gửi ngoài nha chị. Mình lên số điện thoại em gửi ngoài. Nè chị, áo đỏ đây nha. Đỏ hoa đào 90.000 một áo cho em nè, còn đủ size 1-5. Đỏ hoa đào nha. Đó. Hello chị Phạm Dày, còn chị em còn chốt lên giùm em mẫu đó đính đá đẹp lắm chị, mẫu đó 85 số 1 em còn 5-6 màu gì á. Rồi em ghi mà đó chị Kim Phụng Phan đặt giùm em nha, em ghi mà đó chị vô bấm đi đặt đi là em chốt áo hồng cho chị. Mẫu hồng phía sau, màu hồng phía sau hả chị? Nè, mẫu hồng phía sau, mẫu em đang mặc nè chị nè. Em gửi ngoài tiền ship có 20 mà bữa chị đặt cái bộ lên đó tiền ship tới 40 mấy luôn mà em đâu có số điện thoại đâu mà em đâu biết đường nào liên lạc với chị được. Mà đặt rồi em phải xác nhận đơn chứ. Chị em đang lên cái mẫu màu hồng phía sau là mẫu này mà. Mẫu hoa đào em đang mặc đó, màu đỏ đó. Nè. Rồi ai chốt áo đỏ với áo đỏ nha em, rồi em mặc áo hồng này luôn cho nè. Rồi ai chốt màu hồng đó lên giùm em là màu hồng tươi nha, màu hồng tươi giùm em. Tại vì đặt trên tóc tóc mà mấy chị phải lưu ý. Phạm Dày ơi, áo xanh đó còn số 1 đó chị, lấy giùm em, lấy giùm em đi. Đặt trên tóc lưu ý giùm em tiền ship mấy chị ơi, có mã miễn ship nó mới miễn ship, còn không miễn ship nó cao lắm. Nè hồng ở trên canh này chị là hồng em đang mặc đây. Size 1, 2, 3, 4, 5 chốt cho em màu hồng tươi. Đỏ đen đó hết 65kg thì màu khác chị, màu đỏ, màu đen đó không có, còn 65kg màu đen còn size số 2. Mẫu đó chị mặc size số 4 cho em nha. Không có vàng hột gà mà em có màu vàng này, em kêu là màu vàng nhạt chị. Em kêu là màu vàng nhạt. Chị vô bấm đặt thử coi tiền ship nó bao nhiêu vậy chị Kim Phụng. Nếu mà nó cao quá 20 thì quay ra lên số điện thoại giùm em nha. Màu này chị Cherry, màu này em kêu là màu vàng nhạt. Màu hột gà nó đậm hơn. Rồi ai chốt áo hồng em mặc lên cho em nào mã hồng tươi. Hồng tươi cho em nha. Đó là cái áo hồng chị Kim Phụng đang chốt một cái áo này nè. Rồi lên giùm em màu này là màu vàng nhẹ. Đấy chị lên số điện thoại cho em nha chị Kim Phụng. Tại vì mua tóc tóc đâu phải lúc nào mình cũng được miễn ship đâu mấy chị. Ship nó miễn, nó có mã miễn ship một lần, hai lần rồi tùy theo cái mức độ tương tác của mình với trên kênh tóc tóc nữa. Nè màu này chị Cherry đẹp lắm luôn, màu này lên với quần đen cực đẹp luôn. Màu vàng nhạt. Chốt lên màu vàng nhạt thì em nha.
vàng nhạt bông đào. Bữa trước cái bộ của chị, bữa trước ship nó cũng như đó luôn đó. Mẹ em không biết đường nào liên hệ với chị á. Ok dì Kim Phụng nha. Em lấy chị cái hồng số 2. Vàng này là chị Cherry. Hồng tươi số 1 dòng đơn cho chị Hiền Thanh. Ok chị. Rồi ai chốt vàng nhạt không? Vàng nhạt ha, tay chân có này lắm em nuốt mực chị ơi. Rồi lên cho em là màu hồng dâu. Hồng dâu giờ em còn size 1, size 2 thôi ha. Hồng dâu em còn 1 với 2. Rồi ai chốt hồng dâu lên cho em mã hồng dâu. Hồng dâu size 1, size 2, hồng hồi nãy đó cái hồng viên canh nó tươi hơn chị thấy không? Màu dâu thì cái nào nó nhạt hơn. Rồi chốt dâu lên cho em mã dâu nha, hồng dâu nha. Hồng dâu 1 2. Trời ơi bên này nãy nó giờ nó ẩn comment. Chị Chăm Chăm ơi, một đỏ hoa đào số 2. Hồi nãy giờ em quên con đây luôn. Rồi đỏ hoa đào số 2 em chốt cho chị Chăm Chăm. Đợi đợi em xíu. Rồi đây em thấy chị rồi. Nãy giờ bên đây nó không hiện em chị Chăm Chăm. Chăm Chăm là các chủ ở thì Chăm Chăm gửi lại cái áo cho em chưa ta? Rồi ok chị. Rồi ai chốt màu này lên cho em là màu hồng dâu nha. Rồi lên cho em màu xanh nước biển nè. Xanh nước biển size 2345. Nước biển em hết số 1. Rồi nước biển size 2345 cho em với chị ha. Xanh nước biển size 2345 lên nhà em màu xanh nước biển. Ủa giờ mới thấy luôn chị Jerry, sao bữa nay nó ẩn men dữ ta. Vàng nhạt 5 cho chị Jerry. Vàng nhạt có số 1 chị Sa Đét. Màu quá bông đào em đang lên nè chị. Màu vàng nhạt có số 1 á chị. Vàng nhạt lên màu đen cực đẹp luôn. Cái chị nghe lời em đi, cái màu này lên cực đẹp. Đẹp lắm luôn. Dạ ok chị Chăm Chăm. Cái này của chị Cherry. Chị nhà vườn Sa Đéc có lấy một vàng nhà số 1 không? Trời ơi. Này không màu đen nào đó. Dạ đúng rồi. Mẫu này ra mặt Tết nên nó không có ra màu đen chị. Tại Tết không có ai mà lấy màu đen hết. Ồ kỳ vậy ta. Nay mạng biết đồ kiểu gì á. Nay lai chán quá. Rồi ai chốt xanh biển lên xanh biển cho em ha. Xanh biển lên cho em màu xanh bơ. Màu xanh bơ em còn size 2345 đó chị. Xanh bơ em hết size 1. Xanh bơ size 2345 nha. Rồi lên mã xanh bơ cho em. Xanh bơ size 2345 lên cho em màu xanh bơ. Rồi chốt cho em là xanh bơ đó chị ạ. Xanh bơ size 2345. Lên cho em màu vàng. Màu vàng em còn 1234. Hết size số 5. Rồi ai chốt vàng cho em mã vàng. Vàng size 1234 giùm em nha. Rồi lên cho em màu vàng đó chị. Vàng 1234. Chốt vàng lên cho em màu vàng.
35kg cao như là chị Hồng Nguyên. Cho em thêm chiều cao chị. Rồi màu vàng tươi. Màu này vàng tươi, vàng nhạt nãy lên rồi á. Ai chốt vàng là nên cho em vàng tươi nha. Vàng tươi 1, 2, 3, 4. Màu cuối cùng lên cho em là màu chưa cuối cùng đâu. Còn hai màu nữa. Màu trắng cho em mấy chị. Trắng đủ size từ 1,5 lên trên mã trắng. Trời ơi, nãy giờ không có thấy comment nó hiện gì. Phạm Dày ơi, bây giờ mới thấy là chị lấy áo đó đúng không? Chị có lựa thêm áo nào đó, em lên nào cho chị lựa. Rồi em lấy chị áo xanh đó nha. Hèn gì sao nãy giờ im ru kỹ. Trời, cái chị comment mà em không thấy không à. Áo này em chốt cho chị Phạm Dày nè. Bán không? Đã ế rồi mà người ta comment còn không thấy nữa rồi. Bán cái gì đi không biết nữa. Rồi xanh này em chốt cho chị Phạm Dày. Size S chị Phú Hậu ơi, size S là size 1 bên em đó chị. Size 1 là size nhỏ nhất đó. Rồi ai chốt trắng lên trắng giùm em ha. Trắng kèm size từ 1-5 lên trên mã trắng. Màu cuối cùng lên cho em là màu xanh ngọc nha mấy chị. Xanh ngọc đủ size từ 1-5 giùm em ha. Xanh ngọc. Xanh ngọc đủ size 1, 2, 3, 4, 5. Đây rồi ai chốt xanh ngọc lên cho em mã xanh ngọc. Chốt vàng. Kiều Linh ơi, chị chốt vàng mình bao nhiêu ký, bao nhiêu vậy lên giùm em ha. Lên thông số cho em để em lấy size nha em đi đẹp. Cho em chiều cao cân nặng em lấy size. Rồi lên cho em màu này là màu xanh ngọc nha. Xanh ngọc. Nhóm trên đơn ưng tình này mà lòng người nào có đi. Bé 52-55kg Kiều Linh mặc số 3 nha. Kiều Linh cho em số điện thoại đi người đẹp. Thì lên cho em số điện thoại ha. Mình comment cho em chính số cuối đi, mình bỏ số không đầu. Vàng với xanh nước biển. Chị Phúc Hậu ơi, lên số điện thoại giùm em nha. Vàng thì còn mà nước biển em hết. Nước biển hết, em lấy cho chị cái xanh này được không? Nước biển nó sáng hơn cái xanh em mặc một tông. Nước biển em hết xanh số 1. Xanh em mặc lên cho em xanh ngọc. Này xanh biển, này xanh biển tươi hơn một xíu. Được không chị? Nè, cái xanh biển cái màu nó sáng hơn. Còn cái xanh ngọc màu nó nhạt hơn một xíu xíu. Xanh biển thì em hết số 1. Áo phía sau. Chị lời ho không tên áo phía sau mẫu nào chị? Áo phía sau cái mẫu này là 85 là mẫu đính đá. Còn mẫu này là mẫu 90 là cái mẫu em đang like đây. Kiều Linh ơi, lên cho em. Chị Handsome Hồng 55kg. Chị Handsome mặc số 3 lên số điện thoại giùm em. Chị Handsome ơi, đặt trên top top được chị. Nhưng chị lựa mấy áo, chị lựa hai áo cho em đi rồi mình vô. Nhưng mà trên top top mình có mã miễn ship, mình đã đặt không có mã miễn ship lên số điện thoại. Em gửi ngoài ship 20.000 áo à, một đơn. Còn mà đơn 3 áo trở lên là miễn ship. Rồi chị Lâm Phúc Hậu lên số điện thoại giùm em đi. Chị lên số điện thoại giùm em đi. Cái vàng với cái em đang mặc còn duy nhất còn cái vàng số 1 luôn á. Chốt này cho chị Phúc Hậu nha. Chị có mã miễn ship không chị? Có mã miễn ship thì chị vô cái áo giá 90 đó. Chị bấm đặt hàng cho em đi. Rồi quay ra nói là đặt rồi để em biết. Em lấy cho nha.
lấy bộ số 3 xanh ngọc là giống như em đang mặc luôn á chị Hồng Nguyên, lên cho em số điện thoại nha chị. Áo 90 quần 60 là nguyên bộ như em đang mặc nè, là 150. Đằng sau, ôi cái áo này đẹp nha. Cái áo này nó bông rớt xuống tới đây luôn, quá là đẹp. Cái này là hiếm nha mấy chị, không ít có cái nào mà bông nó rớt được như vậy lắm. Thường là cái bông nó chỉ ngay cổ thôi. Đây, giống như thế này đó, thường là bông nó chỉ có trên cổ miếng thôi, mà cái này nó rớt luôn, nó rớt từ trên xuống, đẹp chưa, rớt đều luôn. Cái này là hên xui, cái này nó cắt hên xui, chúng ai chúng nó được cái bông như vậy là tuyệt đẹp, là may mắn. Rồi số 3 xanh ngọc là quần áo xanh ngọc quần đen nha chị, quần đen như mặt nha, cho chị Hồng Nguyên. Kiều Linh ơi, Kiều Linh có đặt đơn thì nói chị để chị chốt nha, chứ không thôi là im đặt là không biết là lấy có lấy hay không, không biết chốt là ai nữa nha. Quần đen cho chị Hồng Nguyên. Rồi ok, Lâm Phúc Hậu nè, áo vàng với áo đang mặc. Cho Lâm Phúc Hậu xe số 1. Kiều Linh đâu ta, Kiều Linh đặt đơn chưa? Nếu mà chưa đặt đơn được lấy số điện thoại thì em nha. Vàng mà hết size 1 chị Phạm Dày. Áo đá có vàng mà hết số 1 mất tiêu rồi. Rồi nó lên mẫu gì nữa mấy chị? Mẫu gì nữa, mẫu gì nữa? Mẫu cũng đem lên hết màu rồi đó. Nếu chị muốn size mẫu gì? Thấy Huỳnh, ôi Thái Huỳnh bữa em báo chị mặc size số 5 rồi đó, nhưng mà chị không có lên được số điện thoại cho em nên có chốt đơn được đó. Chị ơi, số 1 em còn mấy màu này nè, chị Phạm Dày có lựa được màu nào lựa giùm em nha. Số 1 em còn mấy màu này? Màu vàng thì có nhưng mà nó hết size này. Rồi, số 1 em còn 3 màu này nữa chị, 4 màu. Màu tím Huế như em treo trên canh. Tím Huế như em treo trên canh nha, màu xanh bơ. Màu xanh bơ cho em nè. Bộ lam phía sau em có 6 màu nha chị. Rồi xem lam phía sau, lên lam phía sau cho nha. Bộ lam phía sau 145 nè. Size số 1 nha, bạn dày cứ chốt lên em nha. Màu tím Huế này cho em canh nè. Màu này lên về em là màu gì ta? Màu xanh bơ. Màu xanh bơ ha. Rồi màu đen cho em nè. Có size nha chị Nguyễn Hương, nó có từ 1 tới 5 nha, từ 45kg cho tới 70kg. Mình mua mình lên chiều cao cân nặng cho em lấy size cho nha chị. Rồi lên cho em màu đen. Cái đen đẹp này quá, cái này đẹp quá luôn mày, trời ơi. Đen để mặc luôn quá. Nguyễn Hương ơi, chị bao nhiêu ký cao như chị, em coi còn màu gì. Màu đen nè. Rồi cái áo này đẹp quá, em để mặc không? Mặc vừa in nè. Rồi đen, xí cái đen này luôn. Đen. Rồi màu riêu cho em nha. Màu riêu 48kg, 1m57, eo 60. Chị mặc size số 1 cho em nha, chị Nguyễn Hương. Rồi để em lo những bộ là còn số 1 cho mình chốt nè. Bộ đó 145. Đó, chị Phạm Dày ơi, mẫu này nha, size 1 em còn 4 màu đó đó. Lấy thêm được cái nào nữa để em đi đơn luôn nha. Người đẹp ơi, có rồi chị Trần Trinh, áo này chị có màu đỏ đô với màu xanh bơ rồi, mai em chốt đơn cho chị luôn nha, mai em chốt đơn chị luôn. Rồi xanh bơ em chốt cho chị Phạm Dày.
xanh mơ cho chị Phạm dày. Có rồi chị. Của chị là đỏ đô với xanh mơ. Em chào chị Nguyễn Thành. Rồi em lên cái bộ bà ba nút thắt cho mấy chị nha. 145. Hôm nay em sắp ế rồi chị Trần Trinh ơi. Hôm nay mạng bị gì á, sao like không được. Rồi chị nào hỏi em bộ sao nè. Nguyễn Hương có xem không? Lên Nguyễn Hương có xem không chị, em lên cho xem. Size số 1 em còn màu đỏ đô. Size số 1 em còn màu xám chuột, màu đó màu xám chuột nha. Rồi, màu xám chuột em còn size 1, size 2. 1, 2, 4, 5 hết size số 3 mấy chị ha. Rồi đỏ đô em còn đủ size nè. Ai chốt màu đỏ đô lên nhỉ, màu đỏ đô kèm size. Đỏ đô cho em nha. Đỏ đô em còn đủ size. Tờ 1 tới 5. Rồi chị nào chốt bộ đỏ đô nha. Bộ này tên nó là bà ba nút thắt nha chị. 145. Màu đỏ đô cho em chấp khung coi giãn thằng ngon. 145 chị Nguyễn Trân. Rồi chốt đỏ đô lên đỏ đô giùm em với chị. Đỏ đô, màu này lên cho em là màu vàng nghệ. Vàng nghệ giùm em ha. Bộ sale 75 hả? Đợi đợi em xíu. Bộ sale 75 đợi em xíu nha. Vàng nghệ. Rồi chốt vàng nghệ lên vàng nghệ giùm em. Thấy hình ơi, em thấy số hỏi chị rồi á. Thấy hình lựa mẫu gì chị? Lựa mẫu gì em lên màu cho lựa. Em thấy số loại của chị Thái Huỳnh nè. Thái Huỳnh ơi chị lựa mẫu gì? Mẫu áo 4D hay là mẫu gì? Đang lên là chị Nguyễn Hương. Mẫu này mẫu em mặc có 6 màu thôi. Nhưng mà có hết màu đen. Có màu đen nha. Hiện tại là số 1 em còn 5 màu. Đợi em xíu. Là nãy giờ lên được 3 màu không? Màu sáng chuột nè. Phải lên nha, sáng chuột. À, đỏ đô. Màu gì? Bạn nhẹ. Tờ 4D số 5 chị đợi em xíu. Hai áo sau lưng hả chị? Chị ơi 55kg mà mình cao nhiêu chị handsome ơi. 55kg mà cao bao nhiêu cho em thêm chiều cao đi chị. Để em coi chị mặc xe máy. Mình cao bao nhiêu? Rồi lên cho em màu tím than. Màu tím than giùm em nha. Mét 50 chị mặc size số 3 cho em còn đó chị. Hai áo đó em còn. Màu hồng cũng còn, màu tím Huế cũng còn. Nhưng mà tím Huế size số 3 thì kiểu đá nó khác một xíu. Kiểu đá trên đó em hết số 3. Kiểu đá trên hình nó khác xíu nha chị. Được ok thì em lên số điện thoại giùm em. Rồi em lên cái áo đó cho nha. Rồi lên cho em màu tím than nè. Thấy mình đợi em xíu nha chị. Hết này em qua áo 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 đê số 5 cho mình được. Tím than. Rồi chốt tím than nha em, màu tím than. Rồi màu cuối cùng của mẫu đó là lên cho em là màu hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen. Chị ơi cho số điện thoại thôi là được. Chị Nguyễn Hương chị chốt màu gì chị màu lên cho em đi. Hồi nãy là mình sai một rồi em biết rồi. Bây giờ chị chốt bộ màu gì chị comment màu lên giùm em. Cái kèm dưới số điện thoại. Mà số điện thoại chị bỏ cái số 0 đầu đi. Chị gõ chính số sau thôi là nó mới hiện nha. Màu hồng cánh sen giùm em.
đó, màu kèm với lại số thoại lên cho em đi, hồng cánh sen nè, rồi là em lên hết màu của mẫu này rồi đó. Mẫu này nó có mấy màu thôi, 5 màu, 6 màu nhưng mà em hết màu đen. Rồi hồng cánh sen cho em nha. Rồi đó, rồi em lên cái mẫu 4D size 5 nè, chị thấy mình lựa nha chị. 4D size 5 em còn những màu này mình lựa nha. Rồi nghệ size số 1, rồi ok chị Nguyễn Hương. Chị Nguyễn Hương nha. Rồi 4D size 5 lựa giùm em nha chị. Mặc cái màu trắng. Màu đỏ số 3. Cái màu đỏ bộ nút thắt hả chị Phương? Ok người đẹp. Rồi bả rình rình nãy giờ bả còn coi, em tưởng bả ngủ rồi chứ. Em tưởng Út Phướng đi ngủ rồi chứ. Đó đô số 3 chú chị Út Phướng. Tưởng đi ngủ rồi chứ. Trời ok chị. Rồi chị ơi size số 5 giùm em nha. Em còn màu trắng nè, thấy hình lựa giùm em. Bộ hồng sau lưng em. Nguyễn Trân là ok. Nguyễn Trân mặc số 2 nha. Nguyễn Trân cho em số điện thoại đi. Nguyễn Trân ơi, lên số thoại em nha. Màu tím và áo màu hồng. Có bà ba trơn chị Nguyễn Hương. Bà ba trơn chị xem áo lẻ trơn hay là nguyên bộ trơn em đều có. Chị xem mẫu nào em lên cho. Rồi bên ở bên đây mấy chị còn xem được không? Em thấy nó đứng hình luôn rồi. Rồi em lên áo lẻ lại nè. Cái quần luôn ta. Rồi hai em lên áo cũng đây lại nha. Ai chốt lên thì em ha. Ai chưa chốt được lên thì em. Màu trắng size 5 em còn màu trắng. Màu gì? Màu xanh bơ. Màu xanh bơ cho em nha. Thấy mình đâu rồi? Thấy mình chốt cho em nè. Nguyễn Trân bộ hồng sau lưng em size 2 cho chị Nguyễn Trân. Rồi em thấy số loại gì Nguyễn Trân nè. Hồng sau lưng em là cái mẫu em đang mặc luôn á. Chị nào chốt rồi chốt màu lại giùm em luôn nha. Rồi hồng 2 em chốt chị Nguyễn Trân. Một áo hồng vùng đen. Trắng có số 2 chị Út Lon. Nguyên bộ rồi chị Hương đợi em xíu. Mai em gọi nha, chỗ Phướng mai em gọi. Hồi bữa em gọi sao mà máy nó bận miếng chứ. Lấy chị màu tím và màu hồng. Chị mặc số 5 nha, chị đang linh đi. Hai mẫu áo không lấy quần, ok chị nè. Đang linh là một cái hồng số 5 bỏ ngoài sau, với một cái tím số 5. Rồi, chị ơi tím số 5 cái mẫu nó khác xíu được không chị? Tím đó em hết size 5 rồi, em lên cho chị cái màu y chang vậy nhưng mà cái kiểu đá nó hơi khác xíu được không? Nè áo tím size số 5 nè. Em còn cái kiểu đá này, hình hoa này nha. Được chị ok được giùm em ha. Còn không thì phải lựa màu khác. Màu khác mẫu đó em một em còn em hết màu tím. Màu tím thì mẫu này. Mẫu kiểu đá nào cũng đẹp hết, quan trọng là cái màu nền, mình thích cái màu nền nó màu tím á. Rồi em còn cái đó số 5 nha. Kim Ngân. Dạ có nhưng mà hết.
Có nhưng mà hết chị. Đính đá hay vẽ. Cái này á hả chị? Cái bộ chị chốt cái này là áo màu in hoa 4D, hay kêu là áo 4D, là nó in hoa trực tiếp lên áo luôn, không có vẽ, không có cái nào là vẽ hết á chị. Không hề vẽ trên này nha. Chị lấy số 2. Rồi số 2 trắng em chốt cho chị. Số 2 trắng em chốt chị Út Lon. Đang Linh ơi, có lấy được cái màu tím đó giùm em không? Em chốt chị áo hồng trước nha. Đang Linh. Rồi trắng này cho chị Út Lon là Bạch Lon. Áo trắng số 1 Kim Ngân cho em số điện thoại. Dạ số lớn nhất là size số 5. Chị Lý Nguyễn bao nhiêu ký chị? Ok chị Nguyễn Trân. Trắng 1 chị Kim Ngân cho em số điện thoại nha. Rồi em lên mạo lại nè. Màu trắng, cờ trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 dùm em. Chị Anh Hà 4D số 2 hồng với đỏ. Rồi anh Hà lên cho em số điện thoại đi người đẹp. Màu trắng, màu này là mấy chị lên gì em là màu vàng nhạt ha. Màu vàng nhạt hay mấy chị kêu màu vàng mỡ gà đó. Vàng nhạt giùm em. Rồi xanh bơ cho em nha. Muốn em mặc màu nào mấy chị nói ha. Em vô màu gì thôi nha. Xanh bơ. Rồi hồng dâu 75kg cho như chị Lý Nguyễn. 75kg thì mẫu khác, mẫu này mình mặc không vừa. 75kg em có mẫu một màu giống như áo tím đó. Nếu mà chị cao tầm 1m6 thì nó vừa size số 5. Rồi hồng dâu giùm em. Hồng dâu mà hồng tươi như ở trên canh nè. Chị đang lên nơi đâu rồi chị? Có chịu cái áo màu tím đó không? Em chốt cho, mới chốt chị cái màu hồng thôi. Nè hồng giống như che trên canh là màu hồng tươi nha. Hồng tươi cho em nè. Rồi xanh nước biển. Có màu đen luôn Kim Ngân. Tính đá có màu đen, đợi xíu chị mặc cho. Rồi lên cho em là màu xanh nước biển nha. Xanh nước biển. Rồi màu đỏ nè. Chị gì chốt màu đỏ với màu màu hồng. Chị Anh Hà. Anh Hà lên số à, rồi em thấy anh Hà nè. Đỏ với hồng. Đỏ hồng số 2 em chốt cho chị Anh Hà. Rồi thấy số của Kim Ngân nè, màu trắng. Màu trắng một cho Kim Ngân. Rồi anh Hà. Xanh ngọc, xanh ngọc biển một bộ. Chị ơi, xanh ngọc biển là sao? Xanh ngọc hoặc là xanh biển. Xanh ngọc hoặc là xanh biển nha. 1m68 hả chị? Trời ơi, 1m68 mà chị mặc số 5 cho em. Mẫu này chị mặc ok luôn á. 1m68, 75kg. Mẫu này số 5 chị mặc được luôn. Xanh biển một bộ số 5 cho chị Thái Huỳnh, ok chị nha. Em tưởng thấp chứ 1m68 mình mặc số 5 cho em ok nha chị. Số 5 được nha chị Luyến ơi. Cái màu đen đá size số 5 hả? Màu đen đá size số 5 được thôi, cái nào còn. Chị tưởng em số 1 chứ. Số 1 thì còn, số 5 miếng đá hình như hết rồi. Thôi à, đây. Trời ơi bao đẹp. Số 5 nè, kim ngân. Đen đá size 5. Trời ơi hôm nay đẹp bằng luôn. Và cái này là số 5 nha. Đó. Bao đẹp. Mua cho mẹ ok em luôn. Chị Lý Nguyễn ơi, chị lên số điện thoại giùm em. Xong rồi chị thích màu nào chị màu kèm với size số 5 cho em là có đơn. Được chị Út Lon. Được chị. Số 2 xanh nước biển. Số 2 xanh nước biển với một cái quần đen Bạch Lon. Quần đen ok Bạch Lon. Lên số điện thoại giùm em đi chị Luyến Nguyễn là có đơn. Kim Ngân ơi, Kim Ngân lấy cái áo này ơi.
muốn lấy áo em mặc thì chị lên cho em số điện thoại đi, là em chốt cho chị trắng số 5 nha, chị Lý Nguyễn ơi. Nè chị mặc luôn cái đen số 5 cho em nè. Đây, tại cái này nó hết size nhỏ rồi, hình như nó còn số 2. Nè, cái này số 5 nè em nè. Nha. Giống chim miếng cục quá vậy trời. Đó. 65 70 kg. Cao 1m6 trở lên, 72, 73, 75 kg vừa nha. Rồi ok kim ngân. Chị nào có đơn follow em đi mấy chị. Chị nào có đơn follow em đi, bữa sau em like. Cái nó mời mấy chị vô xem tiếp. Chị An Đàm Phước. Xanh bơ số 3. Xanh bơ số 3 ok chị. Cái này của kim ngân. Trời ơi, nãy giờ comment nó không hiện, giờ nó chạy dọc luôn nè. An Đàm Phước là xanh bơ, hồng dâu và đỏ số 3 cho chị An Đàm Phước. Xanh bơ, đỏ, hồng dâu. Ôi, hồng dâu số 3 em hết rồi chị, còn màu hồng tươi. Còn màu hồng giống trên canh được không? Còn hồng giống trên canh được không chị An Đàm Phước ơi? Hai màu tím khác nhau. Dạ không, nó giống nhau chị mỹ nữ, mà do cái kia nó để xa quá, để xa màn hình quá, cái màu nó hơi bị lệch một xíu á, chứ em đưa gần lại là cái màu tím nó giống nhau. An Đàm Phước ơi, em lấy cái hồng như trên canh được không chị? Hồng dâu em hết, hồng như trên canh là em kêu là hồng tươi. Màu trắng hoặc màu đỏ, chị Lý Nguyễn có số điện thoại em chốt được chị. Chưa lấy số điện thoại của chị á. Đây chị nè, tại do em để xa cái xong ánh đèn nó vô trong đây, nó càng ngày nó càng tối, cái màu nó bị trầm xuống. Chứ cái màu em đưa vậy là cái màu nó đúng nhất nè. Nha. Lý Nguyễn ơi, chị lấy hai áo giùm em ha. Hai áo thì chị một áo không có ship. 55 kg, 1m6, mặc số 2 cho em nha chị Thủy Thu. Dạ rồi, em chào chị Bạch Loan. Em lấy số điện thoại của chị Lý Nguyễn. Em chốt chị màu đỏ ha, màu đỏ đi Tết mà. Rồi đỏ em chốt cho chị Lý Nguyễn. Áo trắng em mặc 70 kg là số 5, chị Nhã Kỳ chốt lên giùm em là mã trắng số 5 kèm số điện thoại nha Nhã Kỳ. Tím số 5 mẫu treo hết chị mỹ nữ. Số 5 mẫu treo em còn màu khác. Đó chị Cherry. Hồng tươi cũng được ok chị. Em Đàm Phước. Đen số 3 ok chị. Đen size 3 còn hơn của chị này. Em sẽ đưa cho chị này. Đen size 3 là mẫu giống như áo tím nha chị An Đàm Phước ơi. Màu đỏ với xanh nước biển hai bộ nha. Ok chị Thủy Thu. Thủy Thu có số điện thoại chưa? Thủy Thu cho em số điện thoại đi chị. Nè em lấy cho chị là đen size số 3 mẫu này nha An Đàm Phước. Đen số 3 em còn mẫu này cho chị An Đàm Phước. Thủy Thu ơi, lên số điện thoại giùm em nha chị. Đỏ với xanh nước biển. Chị ơi, áo màu quần đen giống như em mặc nè. Có vàng luôn chị. Vàng chị hỏi vàng 4D hay vàng nào? Vàng 4D cũng có, vàng miếng đá cũng có luôn. Nguyên bộ là áo màu quần đen như em đang mặc nè chị. Nhã Kỳ ơi, chốt lên trang số điện thoại nha người đẹp.
vàng 4D em còn size 234. Màu vàng đây mấy chị. Rồi ai chốt vàng 4D lên vàng 4D giùm em. Nguyên bộ là giống như em mặc về nè chị Lý Nguyễn. Huệ Nguyễn. Bán chị bán nha người đẹp. Bữa trước tại em không nhớ em nhầm, em tưởng chị kia bán nha người đẹp ơi. Bà lại bà lại bà giận. Bữa trước bà mua em không bán vậy thì em tưởng cái bà Nguyễn Huệ Nguyễn Bơm kia. Bà giận em. Chị Cherry ơi, tím mẫu đó em hết, em còn cái mẫu này thôi à. Còn mẫu đá này. Nó chưa có cái đá. Mẫu này. Vàng hết size 5 rồi chị, màu vàng em hết số 5. Vàng số 5 em còn cái mẫu áo đính đá. Rồi trắng 70kg cho chị Nhã Kỳ. Trắng 70kg cho chị Nhã Kỳ. Vàng 3 em chốt cho chị em đằng trước. Áo 90 quần 60 chị lần bộ 150. Rồi chốt áo vàng. Nè vàng đính đá nè. Vàng đính đá em còn size 345 màu vàng này, màu vàng đậm, màu kia là màu vàng sáng, màu này màu vàng đậm cho em nha. Màu vàng đính đá em còn size 345. Rồi em thấy số thoại chị Thủy Thu nè. Thủy Thu là chốt cái gì vậy? Rồi vàng này em còn size 345 nha, đang là size số 3 luôn. Ai chốt vàng đứng đá lên thì em là vàng đứng đá size 345. Vàng đứng đá size 345 giùm em. Cho chị hai bộ nha, là màu đỏ với màu gì chị? Em thấy số là chị Thủy Thu. Thủy Thu là màu đỏ với màu xanh nước biển sáng ngay. Rồi một đỏ một xanh nước biển số 2 em chốt cho chị Thủy Thu. Đồ lam đi chùa 145 chị. Bộ đó 145. Bộ đó em kêu là bộ bà ba nút thắt mình mặc bình thường cũng được, mặc đi chùa cũng được. Vàng em đang mặc là hết size 12 nha, còn size 345. Rồi lên cho em màu vàng nè. Màu vàng nè, cái màu xanh ngọc giùm em mấy chị. Màu vàng em hết số 5 rồi chị Lý Nguyễn ơi. Màu vàng chị lại vàng đính đá được không? Vàng đính đá còn số 5 đó. Rồi màu này mấy chị lên giùm em là màu vàng nhạt hay màu vàng mỡ gà mấy chị. Ôi cái này đẹp lắm. Em thích cái màu này. Rồi ai chốt màu vàng nhạt có màu vàng nhạt cho em. Em lấy cho chị là cái vàng đính đá được không chị Lý Nguyễn? Rồi được, ok chị. Một cái vàng đính đá số 5 cho chị Lý Nguyễn là hai bộ. Chị Thủy Thu ơi, áo 90 quần 60 là 150 một bộ, hai bộ là miễn ship đó chị. 4D không có màu tím Huế nha chị Cúc Cà Mau ơi. Rồi vàng nhạc 5 em chốt cho chị Thái Huỳnh.
Có màu đỏ chị cô. Màu đỏ đây chị. Chốt màu đỏ, lấy màu đỏ giùm em nha. Rồi chốt đỏ trên mã đỏ. Đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt mã đỏ cho em nè. Đỏ. Vàng số 2 thì chị Vĩ Phượng. Trắng mẫu khác hả chị? Trắng mẫu khác em còn mẫu này. Chị Nhã Thì để em xíu. Vàng 2 em chốt cho chị Vĩ Phượng. Trắng mẫu khác em còn mẫu này chị. Mẫu này thì là em sale 80 thôi. Mẫu này đây. Mẫu này em sale 80 nha. Đỏ số 2 cho chị Vĩ Phượng. Ok chị. Nè chị, trắng số 5 em còn mẫu này. Mẫu bông chân. Đây cái này số 5 nha. Cái này em sale 80. Và cái này là lô trước của cái lô này. Lô nào like qua rồi còn lẻ thì em sale. Còn lô nào mới thì giá 90. Dạ rồi ok chị Thủy Thu. Đây nha chị. Chị gì á? Chị gì quên rồi. Nhã Kỳ, Nhã Kỳ có chốt giùm em nha. Đó, em còn cái trắng này nữa thôi. Đỏ hai cho chị Mỹ Phượng. Rồi ai lựa gì nữa không? Em xuống like mấy chị. Lên cho em màu này nữa. Cuối cùng là màu màu gì ta? Màu xanh bích. Màu xanh bích em còn đủ size từ 1 tới 5. Chốt xanh bích lên cho em ở xanh bích nha. Rồi màu xanh bích giùm em. Xanh bích. Lấy thêm màu xanh bích nha mấy chị. Rồi chốt lên thêm xanh bích kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Nhã Kỳ ơi, chị chốt được cái đó nữa không? Rồi, ok chị Nhã Kỳ nha. Cái trắng này 80. Rồi đỏ đủ size cho em nè, từ 1 tới 5. Rồi chốt đỏ lên trên mã đỏ. Không chị ơi, mẫu này không có màu xanh coban. Mẫu này không có xanh coban ha. Xanh coban là mẫu khác mà em cũng hết xanh coban rồi. Xanh coban là cái mẫu đính đá giống trên canh á. Mà hết rồi. Rồi em xuống ai nha mấy chị. Em ai xem gì nữa không? Bộ số 1 màu hồng. Bộ số 1 màu hồng. Mẫu nào chị Vĩ Phượng? Mẫu này hả? Mẫu này hả chị? Mẫu em đang mẫu đang mặc luôn hay mẫu khác để em biết nha chị. Em muốn 5kg nha chị ơi. Chất co giãn, chất co giãn cho em nha. Thank you.
Chị Thủy Phượng ơi, cái chị chốt là bộ số 1 màu hồng mẫu nào chị? À mẫu keo. Ok chị nha. Mẫu keo là nguyên bộ luôn. Rồi. Cho chị Thủy Phượng. Lê Thúy. Trời. Chị Lê Thúy ơi, em chốt đơn cho chị lần này mà mai em gọi không nghe máy nữa là chắc không chốt đơn chị được á, lần lần này lần thứ ba rồi người đẹp. Gọi điện nhớ nghe máy giùm em nha. Chị mặc size số 3 giùm em. Một đỏ một vài nhạt số 3. Mai em gọi nhớ nghe điện thoại nha chị ơi. Nhiều chị sao mà em gọi hoài không có nghe điện thoại, sao chốt đơn rồi với chị em vẫn thấy xem like bình thường mà sao gọi điện không được nhỉ. Lê Thúy nè, mai em gọi giùm em nha. Lê Thúy lên số điện thoại lại giùm em đi chị. Mẫu em mặc có 10 màu nhưng mà nó hết cái màu này thôi, cái màu cam sữa. Màu cam sữa giờ em chỉ còn size số 4 là màu cam sữa này. Mẫu đang mặc cam sữa còn size 4. Màu cam sữa cho em nha. Rồi cam sữa này em còn size số 4. Bao đẹp luôn, cái màu cam sữa này quá đẹp. Rồi chỉ còn cái số 4 thôi. Hai áo một quần có miễn ship nha chị Nhã Kỳ. Mẫu này hai áo một quần em miễn ship. Ok chị Lê Thúy. Rồi mấy chị em xuống like ha. Xuống like nha mọi người. Còn ai xem gì nữa không mấy chị? Ai xem mẫu gì nữa không? Lê Thúy chị nhắn tin qua cho em đi. Chị nhờ chút nữa xuống like nhắn tin giùm em đi. Lỡ mà có gọi điện không được em vô đó em ớn chị. Em nhắn tin rồi mình biết. Tóc em dài á hả? Ai tóc em nha. Hồi bữa chị kêu dùng tóc giả ghê chứ. Tóc em mà thả ra mà nó dài bằng cái áo này luôn mấy chị. Nó dài tới đây luôn á. Màu trắng. Có màu trắng chị. Màu trắng đâu rồi? Màu trắng ha, ai chốt trắng, trắng như em, màu trắng siêu đẹp, siêu sang luôn. Rồi chốt trắng cho em mã trắng. Nhã Kỳ chị có lấy quần không chị? Hai áo một quần là miễn ship rồi. Xả thử hả? Ai? Sẽ tới đây á, tại vì cột nó xong rồi nó bị thun lên vậy nè, chứ bình thường mà em xả anh chả là tập nó cái dài tới áo luôn. Rồi vậy bye bye mấy chị mình, em đi ngủ đây. Bye bye mấy chị nha, mai gọi điện chốt đơn nhớ nghe điện thoại nha mấy người đẹp. Ai biết nhắn tin qua giùm em cho em địa chỉ luôn đi, em khỏi gọi điện. Nha. Giờ em bye bye mấy chị.